đi biển mấy chị ơi. Bữa nay mới sắm bộ đồ nghề đi biển nha mấy chị. Trời ơi, vì công cuộc mà livestream mà bán hàng mà triệt ngàn đơn. Giờ em chỉ ước em được ngàn đơn thôi, không ước nhiều chứ không thiệt. Điều ước em là nhỏ nhoi, không? Em ước nhỏ xíu à. Tại sao không ai giúp đỡ em vậy giờ? Gì? Em mơ ước ra một cái điều ước em nhỏ xíu xíu thật sự luôn á. Mà không ai giúp em gì hết mấy chị ơi, sao quá trời. Vũ trụ ơi, tôi muốn 1.000 đơn. Tôi chỉ có ước nhiêu đó thôi mà sao vũ trụ không có gửi thông điệp xuống cho tôi vậy này trời. Trời ơi. Trời ơi, này nay đúng giờ dự hả? Không, trẻ nửa tiếng rồi. Bị gì là nhu cầu sinh lý sao ngộ quá trời luôn á. Cái ngộ, cái nết ra mà ngộ ghê luôn vậy đó. Sáng thức dậy là phải đi rửa ruột mấy chị. Không hiểu. Không hiểu. Sáng thức dậy là phải đi xúc ruột một cái. Rồi mới lên, mới thanh thản, mới nói chuyện được với mấy chị. Chứ làm như mà nặng bụng mà nói không nổi hay sao. Kỳ cục lắm mấy chị ơi. Rất là kỳ luôn. Hello. Hello mấy chị, hello mọi người. Em chúc mấy chị nay đúng giờ dữ hả? Nay qua đúng giờ luôn. Nay em trễ chút xíu à. Nay em trễ chút xíu xíu à. Nay em trễ có nửa tiếng à. Mà đợt em trễ tới 1 tiếng là nay em trễ có nửa tiếng à. Xa quá thiệt luôn á. Vũ trụ ơi, vũ trụ ơi, tôi muốn 1.000 đơn nha vũ trụ nha. Tôi không có muốn mà họ mà như vậy đâu. Ờ ơi, cái điều ước có chút xíu vậy mà cũng làm không có được nữa không tiệt á. Họ vũ trụ này thiệt luôn á trời, không có làm được cái gì hết trơn trời á. Người ta ước ngày người ta được có 1.000 đơn thôi mà cũng không làm được nữa, thiệt sao kỳ cục quá. Trời đất ơi á, hello mấy chị, hello mọi người. Trời đất ơi. Hôm nay em về cái bộ gấu này là hơi bị định đẳng cấp nha mấy bà. Hôm nay em về bộ gấu là hơi bị đẳng cấp nha mấy bà chế nha. Nè, về bộ gấu phải shop luôn quý vị. Đó, thấy không? Em về bộ gấu phải shop luôn mấy chị ơi. Cái bộ gấu nè, nhìn nhầm em luôn. Hơi bị mê luôn, tôi thiệt bà luôn rồi. Hôm nay là em về nguyên lô shop luôn. Trời ơi, chấn động mấy chị ơi. Chấn động luôn mấy chị ơi, đẹp đẹp khủng khiếp đẹp nha mấy chị đẹp mình nha. Hello mấy chị, hello mọi người. Ai đang xem live chấm bà và chia sẻ livestream giùm em lên liền. Ủa bên đây cái bộ shop tôi nói bà ơi, chấn động mấy bà ơi. 10 điểm. 10 điểm nha mấy bà chế nha. Cái bộ shop tôi nói là đỉnh của đỉnh, đỉnh của chớp nha mấy chị, đỉnh của chớp luôn. Vô mấy bà, vô mấy bà. Trời ơi, cái phải như vậy mà bán 109.000, ai chịu nổi không trời. Ai chịu nổi không trời. Nhìn giùm em nữa bà ơi, cái vải nè. Ôi ôi, nhìn là ghiền luôn á ta ơi, nhìn là ghiền nha. Chứ còn bộ ủ kem không trang mê quá hả, mới về cả chế. Mới về kìa, đỏ tím lên ủ kem cho, ủ kem mới về rồi. Trời ơi, ủ kem mấy kem mát ghẻ xình, ghẻ thú cho mấy chị luôn mấy chị ơi. Mà bữa nay cái bộ này nó đẹp nhớ bà. Bữa nay cái bộ này là hơi bị tới công chuyện nha. Hơi bị tới công chuyện với bà, nhìn cái màu nè, xinh không? Em đang mặc là màu hồng mấy chị, nhìn cái màu nè. Trời ơi, màu nâu của chị, màu nâu sô-cô-la nè, đỉnh cao chưa? Trời ơi, cái màu kìa. Nhất cái nắp thiệt sự luôn anh kẹp anh. Màu nâu sô-cô-la cho em cho mấy chị đẹp mình nha. Trời ơi, có 109.000 bộ đồ em mới thiệt sự cho mấy chị luôn. Không ai mặc có cái giá này cho chị em mình, không ai có cái giá này cho chị em mình, thật sự. Rồi mấy chị nhìn giùm em nè mấy chị. Màu rêu nè mấy chị, nhìn giùm em nè. Trời ơi, cái bảng màu mấy chị ơi, nhìn mê không? Trời, quan trọng là cái sợi vải nha. Cái sợi vải mới là cái quan trọng cho mấy chị đẹp mình nha. Trời ơi, nhìn cái sợi vải giùm em đi. Ra đường là mặt không có đụng hàng với ai hết trơn trời mọi người ơi. Đẹp ơi là đẹp mà sang ơi là sang cho em luôn cho bà chế nha. 109.000 bộ mấy chị. Đỉnh không? Chưa dừng lại ở đó đâu mọi người. Còn thêm cho em là cái màu xanh nữa. Tôi nói thiệt, bộ này là phải mua 2 bộ thôi. Mua 1 bộ là nó uổng lắm mấy bà ơi. Mua 1 bộ là nó uổng lắm. Biết cái gì nữa không? Màu bơ. Trời ơi, con cái màu bơ này mấy chế. Con cái màu bơ nè. Đành đoạn làm sao mà cái bộ đồ mà chấn động như vậy mà bán 109.000. Con gấu ở đây là con gấu thiêu đàng hoàng nha. Trời ơi, chứ mà là con gấu in đâu nha mấy chị nha. Trời ơi, trời. Cứu tôi. Trời ơi, con bộ đồ nè. Thấy hương không? Đó, nay em mới sắm bộ đồ đi biển mấy chị. Em ơi, em mới về sắm nguyên vàng đi biển mấy chị ơi, biết chị không? Để vào bên em về mắc si rồi đó mấy chị. Em bận vậy nè, cái em đi biển nè mọi người. Trời ơi, mấy nay thiệt luôn á trời, sao điệu quá trời, biết ai nhập tôi mà tôi điệu quá trời mấy bà ơi. Điệu hạnh quá trời, điệu hạnh rồi. Đó, ai biểu mấy bà cứ khen là hả, túi của Trang bán đẹp quá, với lại nón Trang bán đẹp quá, làm cái tượng đẹp thiệt quá trời. Đó, xong rồi đua đòi với giáo chủ rồi đó. Cái mình về mình đi nè, chuyến này trong cõi 10 phương.
rồi, một ao nước trực thành một ao lộn, 10 ao nước đục thành một ao nước trong. Ừ. Chúc mấy chị là đặt hàng suôn sẻ. À, đặt đơn là nhận đơn. Dạ, đặt đơn là nhận nha. Trời ơi, chứ không có chơi bơm hàng nha mấy bà nha, không chơi nửa mùa nghe. Trời ơi đẹp không? Rồi bảng màu xuất sắc giùm em luôn, treo một bơm lên đi anh. Rồi, hết màu nào chốt giùm em liền, màu đỏ kèm số giùm em, có đơn liền như bà chị nha, 109.000 bộ đồ giùm em thôi mấy chị ơi. Nay coi tóc tóc nhiều quá rồi, thiệt luôn á trời, biết bị nhiễm mọi người ơi. Biết bị nhiễm mấy chị ơi. Nè, thôi để này qua đây đi. Để này qua đây đi. Rồi, ok. Bộ này mình treo đây đi cho nó gần nè. Cho nó gần phong thủy cho nó tốt nè mấy chị ơi. Rồi đây mọi người, hết màu nào lên cho em liền màu đỏ kèm sổ giùm em luôn nha mấy chị nha. Rồi anh treo lên đi anh. Rồi chốt đơn cho mấy chị đây mấy chị ơi. Phương Huệ lấy đủ màu, có đơn cho Phương Huệ luôn. Rồi 109.000 bộ đồ, quá trời đất bộ đồ rồi. Tới công chuyện rồi, lấy gấu nâu chị Nguyễn Thanh có đơn nè. Có ai bán bộ đồ này mà 109 không trời? Có ai bán không mấy chị? Không ai bán thì em bán mọi người ơi, quá rẻ rồi. Ok Nguyễn Thanh lấy gấu nâu nè. Ok nè, xây đã lấy gấu nâu nè. Ok tình yêu có luôn nè. Lưu Thị Ngọc Kiều lấy gấu nâu nè. Nâu cho Lưu Thị Ngọc Kiều, ok nè. Rêu đang mặc cho Bích Ngọc, ok la nè. Rêu cho Bích Ngọc có đơn luôn nè. Bích Ngọc mà tao nói bạn màu nó quá xuất sắc tiếng này nữa rồi ơi. Gấu rêu cho chị Sen Sen NT nè. Rêu chị Sen Sen NT có đơn nè, dạ rồi nè. Rêu cho chị Nguyễn Trần Thị Diễm My nè, ok nè. Trần Thị Diễm My nè. Rồi Nhi Phạm, mày đặt mày viết gì mày viết cái gì, tao mà tao dài quá tao làm không nổi, mày nhắn tin đi, mày nhắn tin đi, mày biết gì viết dài quá tao làm không nổi. Rồi ok, Bảo Quyền lấy nâu, nếu mà tao có sai sót gì thì tao xin lỗi, thì mày nói em xin lỗi được chưa, nhắn tin giùm cái đi má ơi, mới đầu tuần rồi bà ơi. Phạm Phượng đừng ám tôi mát, đợi ngày mai đi ám nha. Đặng Thị Diệp Sương lấy hồng với bơ, ok nè. Đặng Thị Diệp Sương nè, ok nè. Mua hoài tiền đâu, mua chịu nổi Trang. Nó có bán không Trang tối nữa, nó có bán không Trang nữa. Mi Mi lấy hồng, ok nè. Nâu cho chị Tân, Tân Nguyễn lấy nâu nè, ok tình yêu có nè. Đang mặc là màu hồng cho em cho mấy chị. Sơ Mi quần chính tất hết chị yêu ơi. Sơ Ri Hồ lấy màu hồng. Sơ Ri Hồ lấy hồng, ok chị Sơ Ri Hồ có đơn nè. Chị Phi Ngọc lấy màu hồng nè, ok tình yêu có nè. Dạ 40-60 cân mình đang vừa giúp em nha chị ơi. Ngọc Trân lấy gấu hồng nè. Ngọc Trân lấy gấu hồng, ok tình yêu có nè. Trời ơi đỉnh quá à. Đỉnh quá mấy chị ơi, nghe quá mấy chị ơi. Có 109.000 bộ đồ quá trời luôn. 40-60 cân mang vừa giùm em, phải sớt nha mấy chị ơi. Diệu Hoàng lấy hồng với bơ hai màu. Em có làm đơn hàng của em có gửi bánh tay, nhắn tin cho chị đi chứ giờ chị cũng không biết nữa. Rồi nhắn tin cho chị đi, chị kiểm tra cho. Mi Mi lấy hồng, ký ớt phai phô lấy rêu. Ký ớt phai phô lấy rêu, ok. Rêu chị Thiên Thu, rêu chị Thiên Thu có đơn luôn nè. Để em lên cái bảng màu lại mấy chị ơi. Rồi ok nè, Diễm My rồi có đơn luôn. Hồng nâu rêu chịu Huỳnh Thuận nè. Hồng nè, nâu nè. Hồng nâu rêu ba màu chịu Huỳnh Thuận có luôn. Áo jean hả chị? Áo sơ mi jean đúng không? Sơ mi jean có, sơ mi jean cho bà nha. Sơ mi jean có nha. Rồi cho em xin nút chia sẻ đồ đi mấy chị ơi. Chia sẻ đồ và giữ dỗ đồ vô cho em mọi người ơi. Rồi nâu chị Hoàng Anh có đơn nè. Nâu chị Hoàng Anh nè. Rồi gấu bơ cho chị Ngô Nguyệt nè. Ok gấu bơ cho Ngô Nguyệt có đơn nè. Rồi đầu tuần hoan hỷ giùm tôi đi bà. Rồi em mới nhận được một cái đồng hồ, một đồng, một đấm luôn. Đẹp mê ly luôn, cảm ơn em yêu nhiều, cảm ơn em. Trời nay em nói thiệt với chị luôn nè, em sự sợ với chị nè. Thấy chị thấy không? Đó, em là hôm nay em đầu tư quá trời với chị thấy không? Trời ơi, túi tát này kia cái nọ là đầy đủ nha mấy bà ơi. Rồi, ai thích màu nào lên cho em liền màu đỏ với bà chế nha. Bạn màu hơi bị mê, bạn màu con gấu hôm nay là hơi bị đỉnh cho mấy chị luôn nha mấy bà chế nha. Bộ vải xốp nhớ giùm em, con này là vải xốp nha mấy chị đẹp mình nha. Có 109 nè, 109 bơ nè, 109 nâu nè, 109 gì rêu nè, và 109 giùm em luôn màu hồng. Mấy chị xin ông quần có túi nha mấy bà, quần có túi nha, vải đẹp nha mấy bà ơi. Trời ơi dã man luôn á trời. Rồi lên áo khoác đi. Ủa, áo khoác gì ta? Áo khoác chụp nổi à? Áo khoác chụp nổi, đợi em xíu nha. Áo khoác chụp nổi, đợi em xíu luôn. Bộ đùi phía sau bao nhiêu? Bộ đùi này là còn có 1-2 bộ xe đó khách luôn, 99.000. Ai bán bộ này 99.000 qua bên đó mua. Tôi chứ tôi là tôi biết không ai bán rồi đó. Còn bộ đùi là bộ đùi cargo 115.000 tầm đây ơi. Họ lấy mẫu nào mà chốt cho em mẫu đó liền cho bà chị nha. Rồi lên màu cho em liền mấy chị ơi, bộ gấu quần ống rộng luôn, phải xốp mấy chị. Phải xốp nha mấy bà ơi. Trời có cái màu kìa, nó xinh giả man mấy bà chị. Xinh giả man đi mấy chị ơi. Ok luôn nè chị. Chị ấm tôi lên số điện thoại, chị ấm tôi lấy cái gì vậy chị ấm tôi ơi, comment lại giùm em nha chị ơi. Rồi ok, bà nào lấy màu nào lên cho em liền luôn. Trời ơi công nhận luôn trời, xuất sắc dễ sợ luôn của tao ơi.
Nè mấy chị nhớ giùm em nha, mấy chị phải shop nha. Chứ co giãn thoải mái giùm em luôn chị ơi, logo con gấu nè. Sướng dễ sợ chứ bà. Nghĩ sao bộ này mà lên cho chị em mình giá chỉ có 109.000 một bộ giùm em mấy bà. 109 nha. Ai thích màu nào chốt cho em liền màu đỏ liền luôn. Ok chị Kim Anh lấy nâu có đơn là nâu sô cô la dễ thương ha. Nâu sô cô la dễ thương quá luôn. Ok hồng với lại caro đen là chị Lan Nguyễn có đơn nè. Hồng nè. Caro đen là chị Lan Nguyễn rồi, bộ caro đen làm đâu ta? Ok 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 là gái có luôn à. Rồi đây mấy chị. Xinh quá chị xinh luôn mấy chị ơi. Ai thích màu nào lên cho em liền mọi người ơi. Ôi ôi xuất sắc cái bộ đồ mấy chị ơi, lên cho em liền. Gấu cho mấy chị nha, gấu kèm màu kèm số giùm em có đơn luôn. Đây mấy chị. Trời ơi coi dễ thương dễ sợ chưa? Rồi để tí xíu đây mặc màu khác lên cho mấy chị mình coi nha, đợi chút giùm em nha mấy chị nha. Nay em về. Nay em á hả? Về cho bà chế quá trời mã hot luôn á trời. Đầm bông hôm nay em về lại luôn rồi nha mấy bà. Đầm bông em về lại cho mấy chị luôn rồi nha. Rồi vô mấy chị. Này là gì? Gọi điện không nghe máy nè. Lên luôn đây mấy chị. Bộ này nó bự nè mấy chị. Bộ này đẹp nè nha. Bộ chạy viền mấy chị ơi. Bộ chạy viền trơn mấy bà chế. Có ai bữa coi live stream em là biết cái bộ này liền. Hơi bị xuất sắc luôn. Bộ chạy viền chân lên cho em liền 109.000. Ai lấy viền lên mã viền giùm em liền. Viền bơ. Viền bơ vải xốp nha mấy chị. Viền bơ vải xốp luôn. Bữa giờ cái vải này nhà em đang làm mưa làm gió quá trời mấy chị ơi. Vô làm bà treo là không có lối thoát rồi. Sao thoát được tôi bà? Bà sao mà thoát được tôi? Vì bà mua hàng cọc tiền nha chị ơi. Bà có chạy bà có có hai đơn à. Là sao? Không, hai đơn à. Vi phạm hả? Treo cọc tiền mà không gửi hàng gì kìa. Ok nè. Vậy mới vô đầu like nó vô nó nói. Nói như là nói mẹ nó cha thôi, đầu tuần tao hoan hỷ. Tao bỏ qua cho bay đó như phải mà. Tao bỏ qua cho bay đó. Mày đừng giận mặt với kia nha. Đừng vô đây kiếm chuyện nha mày. Ở đây là tao kiếm tiền chứ tao không rảnh kiếm chuyện nha. Bớt vô đây lại nha. Đang mặc là 109 chị dâu tây ơi, đang mặc là 109 giùm em tình yêu. Rồi 109 viền em còn viền bơ nè. Trời cái bộ viền bơ này mặc hơi bị xinh mấy bà chị ơi. Mặc là bao trắng ra cho em nha bà chị nha. Ai lấy viền bơ lên viền bơ cho em liền. Đang mặc có 109 nè bà dâu tây ơi. Có 109.000 à, hốt liền giùm tôi hai ba bộ liền về mặt bà ơi, quá chứ cân rồi. Trời ơi, cực phẩm của bẻ mấy chị ơi. Cực phẩm của bẻ lên cho em liền 109. Ai lấy đơn cho em liền mã cực phẩm liền. Trời đất ơi, coi nè, form của bẻ thể thao mấy chị. Form của bẻ thể thao dễ mang dễ bận nghe. Còn một màu cuối cùng nha mấy bà. Màu hồng với màu dưa cải cho chị Yến Quỳnh có đơn luôn nè. Một hồng, một dưa cải là màu xanh phải không? Rồi ok luôn nè, hồng. Hồng có mấy bộ là hết rồi nha mấy chị. Hồng đang mặc có vài bộ là em hết rồi nghe. Nhanh tay lại chân giùm em liền nha. Rồi ok luôn. Viền xanh đi chị. Ok bà dâu tay có đơn nè. Rồi coi còn bộ cổ không bà. Còn bộ cổ bà. Còn có bộ nâu rồi tình yêu ơi. Còn có bộ nâu à. Cái đó là gọi điện không em máy em biết còn hàng á. Chứ thôi em hết trơn rồi. Lên bộ dây đi chế rồi ok tình yêu. Gì? Viền xanh cho chị dâu tay. Nè. Bộ mặt chị Trịnh Hoàng Nam có đơn luôn. Bộ nâu chị cầm có bộ cho chị Khang Bảo Khang. Ok Khang Bảo Khang có đơn nè. Dạ rồi. Đang mặc là 109 người đẹp ơi. Đang mặc là 109 nha. Ngô Thị lấy gấu hồng. Ok chị Ngô Thị có đơn luôn. Trời ơi tôi nói thiệt quá trời rồi bà ơi. Rồi ok Trịnh Hoàng Nam có đơn. Trịnh Hoàng Nam ơi chị lấy bộ đang mặc chị lấy màu gì người đẹp. Lấy màu gì kèm màu giùm em đi. Có màu mà có màu nha. Bộ đang mặc có màu người ơi. Có màu nè chốt lại giùm em đi. Đang mặc này mấy chị ơi chút hồng chút bơ chút nâu với lại gì rêu. Đó màu như vậy nè mọi người, có màu nghe. Có màu nha mấy chị ơi, thích màu nào lụm màu đỏ cho em liền mọi người, quá cho xinh rồi. Quá cho xinh đẹp rồi mấy chị ơi, lại rẻ nữa. Có 109.000 bộ đồ mấy chị ơi, hồng nè, bơ nè, nâu nè mấy chị ơi, là rêu nè mấy chị nè. Quá trời quá đất rồi, đang mặc nâu cho chị Hồng Trần. Đang mặc nâu chị Hồng Trần, đang mặc rêu chị Thu Sương. Nâu chị Hồng Trần nè, rêu chị Thu Sương có đơn nè. Trời ơi bảng màu lên hơi bị xuất sắc nha mấy chị. Hơi bị đẳng cấp à. Rồi ok, nâu hồng của chị Trịnh Hoàng Nam có đơn luôn. Em nói là cái màu hồng mà mấy chị ơi sắp hết nha mấy chị. Đây là chốt liêu liêu bập liền cho em liền nha mấy bà ơi, để hết nha bà. Rồi ok luôn nè. Dạ rồi ok, chị Như Quỳnh đợi em xíu nha. Nguyễn Thanh lấy rêu có đơn nè. Rồi ok, Lê Diệm lấy gấu nâu có đơn nè. Rồi nâu rêu nè. Nâu nè, rêu nè. Ok bà chị có luôn nè. Trời ơi, giả mang mấy chị ơi, giả mang con em bà chơi màu đẹp quá. Màu đẹp quá, 40 tới 58 cái chị lại mặc vừa giùm em nha. Trương Thị Ngọc Hương màu hồng rồi, Việt Trinh lấy màu hồng rồi, hết hồng nghe bà con. Hết hồng nghe, em lên bơ nha mấy chị. Em lên bơ nghe.
hoa phía sau đợi em xíu luôn chị yêu ơi. Cái hoa đó em sale có 99.000 bộ hả? Còn có 1-2 bộ gì mấy bà ơi, xem cho nó gọn mấy bà. Rồi qua cho bà trẻ coi bộ gấu, gấu bơ nghe mấy chị. Gấu bơ nghe. Chị nào mà không thích bánh bèo như vậy, thôi lộn. Bà nào mà không thích sữa cu te á, thì em sẽ lên cho mấy chị cái những cái mẫu như thế này. Nhưng mà là nó là dán sang mấy chị ơi. Dán này sang lắm mọi người. Rồi em tỉ đem lên cho bà mua mấy bà. Không này không lấy tiền đâu, thật sự luôn á. Mê lắm. Xét hoa phía sau là em còn một rồi chứ yêu nè. 99.000 một bộ hoa giùm em liền chị. Lấy hoa lên hoa liền nha. Hoa 99 thì em còn một người đẹp ơi. Ok chị Nguyễn Thanh lấy nâu rêu. Nguyễn Thanh này bơm hàng rồi nè. Mua hàng cọc tiền giùm em che nha chứ ơi. Chúc chị che nguồn tờ. Chị cũng đang muốn bảo đơn luôn á. Mà vũ trụ kỳ quá hả. Sao chị gửi thông điệp lên trên trển rồi mà sao nó không có cái dấu hiệu gì là nó cho chị bảo đơn trơn trội ta. Thiệt luôn á. Bơ cho chị thơ thơ có đơn nè. Rõ ràng là gửi thông điệp cho vũ trụ rồi. Gửi bữa giờ luôn hả. Sao ta, hay là do bị lạc đơn ta. Em gửi cho vũ trụ là em muốn bảo đơn mà sao không trên đó không nhận được sao á. Nó bị lạc đơn sao mấy bà ơi. Bữa giờ là một là mặn lắc, hai là không có người coi, hoặc là người coi nhiều mà không phải mua. Không sao, không hiểu sao nữa. Thôi để gửi lại cho vũ trụ một lần nữa. Chiếc này để em gửi lại cho vũ trụ một lần nữa. Là muốn bảo đơn nha. Bảo đơn. Vũ trụ chưa thấy chị ơi à. Chắc nó chưa thấy tôi sao á. Phạm Phương có rồi chị Phạm Phương ơi. Em nhận được bộ baby với lại bộ ngố rồi. Đẹp lắm nha chị. Cảm ơn bà Uyên Lê nha. Bộ bơ nha bà cho chị My. Mấy bà hãy giúp tôi chiếc này coi. Giúp tôi một vé thôi mấy bà. Cho vũ trụ thấy là tôi đang hiện diện ở trái đất này coi mấy bà. Để nó tưởng tôi là người ngoài hành tinh. Chị ơi bộ sơ mi em gửi hàng cho chị chưa giờ không biết luôn á chơi. Trang Nguyễn nè. Bên em gọi điện gọi là đi rồi đó mấy bà. Bên em gọi điện gọi là đi rồi. Trời ơi màu nâu đẹp quá trời ơi đất mà đứng năn nỉ nè trời. Màu nâu đẹp quá trời ơi đất mà đứng năn nỉ nè trời. Nâu nè rêu nè mấy bà ơi lên đơn liền. Đang mặc là màu bơ cho em nghe. Trời ơi xinh quá trời xinh mấy chị ơi. Giá cho em nè có màu nâu dễ thương chưa. Rồi cái màu nâu lên quần nâu luôn dễ cưng lắm. Còn cái này là màu gì màu trắng có lộn màu rêu nè. Trời ơi mấy bà ơi mấy đừng có bay vô đừng có hỏi tao có miệng ship hay không. Tao ghét quá trời bay ơi. Kim Tuyến lấy nâu của đơn nè. Bán bộ đồ 190.000 tao miệng ship cho. Nó bán bộ đồ hơn có 100.000 bây giờ mà miệng ship. Chắc tao nhặt bộ đồ này 50.000 quá trời à. Kim Tuyến lấy số điện thoại giùm em nha chị Kim Tuyến ơi. Nâu nè ok nè. Tạ Thùy Trâm lấy nâu nè. 4 ngày chưa nhận được hàng rồi. Rồi ok nhỏ xinh nè. Ủa vậy là không có đơn hết nhỏ xinh ơi. Mày chốt lại đi cưng ơi. Ê Hồng nó đủ chưa. Hồng nó chuyển bộ nè. Đủ chưa. Hồng còn có chơi Hồng còn nha. Hồng Trần xin đôi trắng tay rồi đó. Cuộc đời đâu có hay. Bộ đó có cô bạn không che vậy không chị ơi. Phương chút bơ. Bơ gặp bơ Hồng. Số điện thoại đi chị Phương chút ơi. Bơ Hồng nè. Đặng Hà Giang lấy nâu nè. Ok nè. Chị Kim Tuyến là số điện thoại có đơn nè. Màu gì màu nâu hả. Rồi kiếm màu gì. Đặng Hà Giang nè. Ok nè. Rồi đặt từ thứ hai thứ sáu chưa thấy ai gọi điện. Ngọc Dung nè thấy cảnh báo nè. Một sản phẩm ngày 12 tháng 4 gọi điện không nghe máy vô coi phần tin nhắn bên em có nhắn tin cho bà không nha. Rồi ok nè. 46kg mặt vườn nè. 46kg mặt ok nha chị nha. Tuyết xương bơ hồng. Rồi ok bà Tuyết xương nè mua hàng nghe kỹ nè. Bà Tuyết xương đọc trước là em gọi điện báo kêu là không nghe rõ đúng không. Tuyết xương nghe kỹ nha. Hôm nay có chốt đơn nha. Ngày mai mà gọi điện chốt đơn mà phải xả đơn là lên đường nha bay. Ok Phương Trúc nè lấy số điện thoại chị Phương Trúc rồi nè. Việt Trinh màu nâu luôn nè. Ok chị Việt Trinh có đơn nè. Là giao cho chị chưa để em biết em lấy chưa có giao. Bởi gọi điện không có nghe máy không có giao đơn được. Chị Phạm Phương lấy nâu có đơn nè. Phạm Phương lấy nâu nè. Ok chị Phạm Phương có nè. Rồi bà nào lấy nữa lên đơn lẹ lẹ để hết mấy bà ơi. Lấy nữa lên đơn lẹ lẹ để hết nè chị em mình ơi. Đây hiện tại em còn nè mấy chị. Đã em còn có ba màu là em hết mấy bà ơi. Giá cho em luôn 109 có đơn nha chị em. 109.000 nha mấy bà ơi. Rồi con này bán tặng cho chị em mình vui vẻ đi bích cà bô à. Vô vui vẻ đi vui vẻ hoan hỷ đâu đi mấy chị. Lê Thanh lấy phục nâu có đơn nè. Công nhận màu nâu đẹp thì chứ không cần mặc lên luôn á. Nâu còn không. Nâu còn nha mấy chị ơi. Nâu còn nghe chút nâu lẹ để hết nha mấy bà ơi. Trời ơi chốt nâu từ đầu like đến giờ mới chốt. Trời ơi Phạm Phương em đọc chị từ sớm tới giờ luôn chị Phạm Phương. Em đọc bà chết từ sớm tới giờ rồi đó. Nè bán tặng nè mấy chị ơi. Phơm của mẹ mấy chị ơi. Quần legging dài nè mọi người. Nguyên bộ luôn đi lên luôn. 79.000 chốt cho em liền. Bộ mẹ 79.000 có đơn. Có bộ một rồi nghe mấy bà. Có bộ một rồi nghe. Rồi ai lấy nhanh tay giùm em nè. 79.000 nè. Dạ rồi hôm nay nhờ sẽ có nhân viên gọi điện lại cho chị nha chị gái ơi.
cố gắng hôm nay nghe điện thoại giùm em ha chị ơi. Rồi 79.000 của mẹ đi mọi người ơi. Của mẹ Hồng cho chị Khang, Bảo Khang. Ok 79.000 nè. Tiếp tục nè, thôi thôi đừng giành nhau, đừng giành nhau, không có gì hết trơn. Không mua được cái này là mình mua được cái khác cho em liền. Lên cái sập liền mấy chị ơi. Tiếp tục lên cho em liền mấy chị ơi. Con sập 79.000 luôn mấy chị. Sập 79 có đơn giùm em là mấy chị, không có đâu hết trơn, bình thường có hết nha. 79.000 rồi. Đang mặt hiện tại là nhà em còn được 3 màu cũng cùng em hết nha mấy chị. Sọc nâu chị Diễm Thúy, ok chị Diễm Thúy, bộ đang mặc 109 người đẹp ơi. Em còn có 3 màu thôi nha chị hết, màu bơ, màu nâu và màu xanh dưa cải, là xanh rêu đó. Thích màu nào chốt cho em liền màu đỏ đó. Mỗi người là mà quýnh cho em 2-3 bộ liền mấy chị. Về mặt mấy chị ơi, phơm vừa đẹp vừa thoải mái, mà đã vậy mặt còn sang nữa. Con này mặc đi chơi, mặc đi cà phê, mặc đi múa lửa nha mấy chị nha. Trời ơi, nhìn một cái là ai cũng trời ơi đắm đuối mấy chị nha, say đắm liền luôn mấy chị ơi. Cute dễ thương dễ chịu, được cái là thoải mái trong cái mùa hè này nữa là phải giúp cho em liền mấy chị. Ngọc Trân lấy bơ số điện thoại chị Ngọc Trân ơi. Ngọc Trân lấy bơ lên số điện thoại giùm em liền nè người đẹp ơi. Sọc nào em hết nha, 40-60 cân đi bà ơi, bỏ nào mặc cũng vừa hết nha bà gái nha. Rồi em trang còn có mấy bộ là em trang hết, là không mua là hết dán chịu nha mấy bà, không mua là hết dán chịu nha, còn rất là ít nha mấy bà ơi. Trời màu bơ đẹp quá ha, màu bơ đi viền nè. Trời ơi nhìn công nhận bộ này công nhận xuất sắc mấy chị ơi. Nguyễn Hồng Thắm lấy bơ có đơn luôn nè. Rồi ai chưa có nữa lên đơn cho em liền mấy chị, 2-3 bộ gì về giùm em đó. Cái em này quá đẹp chị ơi, không mua là quá phí mấy chị, không mua là quá phí. Rồi nay em giờ cho mấy chị con này nè, mê nha mấy chị, mê nha. Nay về cho mấy chị cái con sơ mi nè mấy chị, trời ơi mấy chị mấy bà luôn á, phải giúp cho em. Cái bộ đồ đùi dễ thương lắm mấy chị nè. Nay đã tặng cho mấy chị con này đi vô nhà vô cửa đây, đã tặng cho chị em con này vô nhà vô cửa đây. Có chị nào mà thích mặc đồ đùi không ạ? À? Có ai thích mặc bộ đùi ở nhà không ạ? À? Nay em đang nhặt cái lô này về bán tặng chị em mình là vô nhà vô cửa đi ạ. À? Trời ơi quá trời rồi, quá trời rồi. Vô nè, lên tiếp cho chị em mình một cái mã 79.000. Thôi bị gọi rồi, thôi bị gọi. Ôi trời ơi má ơi, không phải 79 luôn. Hai bơ chị Ngân Trần có đơn quần dài bao nhiêu vậy em? Quần dài bao nhiêu vậy em? Là ý chọn cái chiều dài quần bao nhiêu à? Chiều dài quần 100, chiều dài quần 100 chị ơi. Nghe em là em thà em làm dài. Mấy chị mà về mấy chị lùng, mấy chị mặc cao mang cao gót lên, thật là mấy chị mang cái mấy cái đôi dép đế xuồng lên là vừa. Chứ bây giờ em làm ngắn là em bán cho mình bà hả? Mấy bà kia già cao quá mặc không được nha. Có bộ đùi đằng sau lưng đang mặc dạ rồi, bộ nâu che bao nhiêu cũng 109 luôn chị ơi. Duy Nguyễn lấy màu bơ có đơn chị Duy Nguyễn nè. Duy Nguyễn lấy bơ nè, ok nè. Dạ bộ đồ đùi này nha chị em, mình đây là giá 115 giùm em. Còn cái bà sơ mi nó rẻ lắm, bà sơ mi này có 109 nè, là nguyên set sơ mi luôn đó. Chị nào mà không thích cái sự cute đáng yêu này thì mấy chị có thể mua một bộ trưởng thành nha mấy chị. Đây là bộ đồ mà trưởng thành trưởng chạc luôn mấy chị ơi, mặc lên cho em là tao nói mấy bà ơi, toát lên một cái mùa là sang liền. Bộ đồ là sang liền nha mấy chị nha, lên cho em liền giá bao nhiêu, 109.000 đó. Lên mã sang cho em liền mấy chị ơi, đây nha, sang nâu mấy chị, sang nâu nè đó, sang cam mấy chị nha, sang cam nha mấy bà. Còn màu nữa, còn màu sang chứng tâm lý luôn, còn một màu sang chứng tâm lý luôn, màu đen. Lên cho em liền mã sang đen, trời ơi bận cái này một cái là sang chứng tâm lý liền mấy má ơi, quá trời đẹp rồi. Đó có 109.000 bộ đồ, trời đất ơi đi đâu ra mà có mấy bà ơi, không bao giờ có luôn. Thúy Nguyễn lấy bơ ok, giờ Thúy Nguyễn có đơn nè. Mai Tị Tị màu nâu, Mai Tị Tị màu nâu ok. Và Mai Tị Tị nè, cho em coi túi sau lưng, tao có đang túi mày ơi nha, coi chừng cả chẳng cái nửa tao lướt cái nửa lưỡi luôn chứ đâu có cắn mày ơi. Cái lưỡi đó thấy vậy chứ nó biến quá khôn lường, nhiều khi nuốt vô trong cái nhà ra đứng ra nó nói chuyện lại tiếp với mày ơi, ghê lắm, ghê lắm má ơi. Coi đây chi mà tưởng coi phim kinh dị không đó bà. Ồ ồ tạ Thùy Trâm lấy xanh rêu, lấy sang đen có đơn nè. Quách Như Gắt Như Tiết lấy xanh rêu có đơn nè. Quách Như Tiết nè, ok nè. Coi đây chi mà tưởng coi mà bán, coi bán đồ kinh dị không đó. Ừ kha kha chưa bao giờ coi đây chi mà thấy đứa bán đồ đáng yêu cho tôi hả? Không có, có nhiều người đáng yêu mà bà chưa phát hiện á, mà bà chưa phát hiện á. 65 kg, cái đáng yêu của em là đáng yêu kiểu là kiểu khùng á, mấy không kiểu độc lạ Bình Dương đó. Cái này là độc lạ Vũng Tàu chị không á. À, Vũng Tàu là không có lầu bầu mấy chị ơi, đó chơi là chơi lớn mấy chị nha, quá dữ luôn. Rồi lên đơn giùm em đi mấy ơi, bà nói sang lên sang liền giùm em nha. Quách Như Tuyết có rồi, rồi đang mặc còn có 3 màu nữa là bơ nè, bơ nè, nâu với lại màu xanh rêu. Em còn như đó là em hết rồi mấy chị, thích màu nào vô giùm em, màu đỏ
bơ cộng anh. Bơ cộng không? Bơ cộng. Bơ cộng con bộ nghe. Thôi, tới giờ là phải là lượng hàng còn ít đó nha mấy bà, còn một bộ bà bơ thôi nha. Ai lấy bơ lên bơ cho em liền. Cái hoa gì vậy má chen? Trời ơi, giá thiệt luôn, bay nói hoa là nó niệm cái cây luôn nè. Cái gì? Hoa này đúng không? Đó hoa nè. Hoa này là 99.000, hoa cánh tiên. Hoa cánh tiên quần đùi. Quần đùi có túi luôn. Đó nè, hoa tiết nè, hơi bị sạch luôn. Chấm bài đồ chia sẻ đồ đẩy view lên cho em mấy bà. Trời ơi, đẩy view đi cái sự đáng yêu này mọi người. Ok bà Yến chờ lấy bộ bơ có đơn luôn, bộ đang bận còn không, bà lẹ lẹ thôi là hết nè. Bà lẹ lẹ nè, không thôi là hết nha, tôi thấy lượng hàng còn ít rồi đó. Tôi thấy là còn có đó, rất là ít là tôi hết rồi đó nghe. Đó, tới giờ là tôi chặn rồi đó mấy má. Tới giờ là chuẩn bị là cái nét chặn là xuất hiện nha. Thấy là nhích đi nha. Lát hồi nữa là hết hàng rồi, trời ơi, quay qua Trang ơi còn hôn nha. Đó, mấy Trang chặn là xuất hiện rồi đó mấy chị. Mấy giờ cái nét này là cái nét sắp hết hàng rồi đó. Đây nè, cái nét này nét sắp hết hàng nha mấy má. 109.000 sắp hết hàng nha quý vị. Không mua tí chán chịu nhớ bà nha. Rồi còn được hai màu cuối cùng hết nha. Gì? Sao? Trời ơi, chia sẻ đồ vô mấy chị ơi. Chia sẻ mà gãy nút chia sẻ đồ cho em liền mấy chị. Đang mặc còn hai màu nha, còn rêu với lại còn nâu là hết nâu còn bộ mấy hồi ơi. Nào còn bộ, trời ơi, chia sẻ đi về cái sự đáng yêu này mọi người. Trời ơi, cái lúc chia sẻ mình bấm mình đâu có tốn tiền đâu mấy chị. Trời ơi, yêu thích giùm em đâu có cần tặng quà tốn tiền giống như trên TikTok đâu mọi người. Free, bấm vô cho em mấy chị ơi nha. 65kg học có vừa nha chị ơi. Ngọc Phượng có rồi chị ơi. Ngọc Phượng có rồi nha chị. Trời ơi, bà nào mà có hội có nhóm rồi chia sẻ đồ mạnh liền chưa. Đó, bấm gãy tay vô cho em mấy chị. À, rêu ok, đang mặc cái chị Nguyễn nha. Nguyễn Hồng Thắm ok nè, chị Ánh Dương Thắm. Sắp hết nha. Trời ơi, cái nét chuẩn bị cái nét chặn xuất hiện nha mấy má. Mua lẹ đỡ hết nha mấy bà. Ôi ôi là trời nè, chị ơi nhận đồ rồi chị đẹp lắm. Chị Nhiên Cân mà cho mình thử mày nói tao mà comment coi trời đồ nhỏ bán đồ xấu quá coi. Tao lóc mày liền. Tao đâu có để mấy cái comment mà tiêu cực ở trên cái livestream của tao. Trời đất ơi. Tao lóc liền. Sơ hở là tao lóc liền. Mấy đứa này vô. Chứng mà lại không hưng dịch hả? Không có nha. Sẽ đang mặc 109 bà ơi, một cái đang mặc 109 nha bà. Lên tiếp giùm em đi mấy chị. Trời ơi, cái bộ này tao nói thiệt bà luôn, hơi bị mê luôn má cái quần nè. Bự cho bảy luôn, nguyên con gõng là theo 3D cho à, được. Nguyên con gõng là hàng in nhiệt nè, thấy in không? Đó, in mà bóng luôn. Trời ơi, nó bóng còn hơn chồng em nữa mấy chị. Trời ơi, thấy ghê không? Sao mà sếp nói vậy hả? Cái nào tao vô cầm anh chửi ra. Cầm anh che đồ tao xấu đi. Tao lóc liền. Tao đâu để những cầm anh nó chơi cái live stream của tao được. Trời ơi. Nha. Chưa trừ hả? Trời, chị Bích Vân nhắn tin chị đây. Nhắn tin số điện thoại qua đi chị trừ cho. Anh lóc con chịu Bích Vân đi. Nó vô đòi cọc kìa anh. lóc nó liền. Nó vợ cái nhà vô nhắn tin đi. Lóc nó. Lóc nó liền đi. Đừng để cho chị chứ. Nó vợ nó lên mấy bà ơi, 79.000 nha mấy bà. Lên cho em liền bộ đùi. Quá trời quá đất rồi. Hai bộ 150.000 đi. Rồi 79.000 hai bộ 150.000 lên đơn cho em liền mấy bà. Bộ đang mặc còn ơi, bộ đang mặc còn nha. Bộ đang mặc lên cho em liền 179 mấy bà. Lên cho em đi mấy chị ơi. Bộ đùi bộ bẻ nè mấy chị. Con này bán tặng cho chị em mình luôn nha. 79.000 bộ, hai bộ là 150.000. Trời ơi, cái vải nó đẹp chấn động mấy bà. Cái thể đẹp chấn động luôn, áo lên màu kem, quần nó lên nhiều màu, áo phơm của bẻ nữa. Được chưa? Trời ơi, đợt này về vải chấn động mấy chị ơi, vải hơi bị xinh luôn, 79.000 bộ giùm em. 79 xanh nè mấy chị. 79 xanh nha, 79 đỏ nè, 79 kem nè, 79 màu nâu nè. Rồi, 79 hồng nè, trời ơi màu đẹp ha. Màu quá trời đất vậy trời. Trời ơi, cái màu đợt này quá trời luôn, hai bộ là 150.000 nha mấy bà. Mua về đồ mẹ con mình mặc chung đồ đó mấy bà. Đó. Trời ơi. Thiệt, cái này xuân nha, vải dày nha. Vải dày cù luôn, em nói thiệt với bà luôn, bà nhận dễ bà mê luôn á. Trời, con cái màu hồng mận, màu đỏ mận nè. Trời ơi, có màu mận này dễ thương chưa. Màu mận sang chấn tâm lý nha mấy bà. Trời ơi, sao bây giờ có như này bộ gì trời, tôi buồn quá vậy ta. Con này lên cho em luôn là màu gì, màu hồng nha mấy chị. Màu hồng nha. Rồi, có hồng nè, có đỏ mận nè, có đỏ nè mấy chị ơi. Có đỏ nè, có xanh nè mấy chị, và có kem nha mấy chị. Xanh xám, xanh này là xanh pha xám, chứ không phải là xanh ấy đâu nha mấy bà. Hàng bao mê luôn. Rồi lên đơn đi. Đỏ chị Ngọc Trần có đơn nè.
đỏ chỉ làm chân nè, đuôi đỏ chỉ phí phí nguyện nè, hai bộ có 150.000, không có xanh coban nè ơi, con này không có xanh coban, có xanh này thôi nha chị, xanh này chứ đỏ là chiêu, không có xanh coban nha. Ê, có xanh coban nha bà, xanh min, có xanh min, có xanh min, có xanh min cho bà, đưa xanh min lại đây, đưa xanh min lại cho em nha, đưa cái xanh kia lại cho em luôn. Ok, diễn phí hai bộ có đơn nè, bộ đang mặc còn có màu thôi bà ơi, đuôi đỏ cho chị Khánh Ly Nguyễn nè, đuôi đỏ chị Khánh Ly Nguyễn có đơn nè, ok, đồ lam hết chị. Phí Hằng lấy một bộ xanh có đơn, xanh xám nha, xanh xám là một hồng một xanh cho chị Loan. Kiểm tra chị Loan mai thì khách hàng chưa vậy ta, một hồng một xanh là chị Ngọc Trân lấy hồng nè, Ngọc Trần lấy hồng có đơn nè, đang mặc còn một màu rồi chị ơi. Phạm Phương một đỏ một xanh biển, dạ rồi, có đỏ, đỏ xanh biển hả chị, xanh biển là hết hết xanh biển rồi chị ơi, hết xanh biển rồi còn đỏ nha chị nha, giờ còn xanh xám nữa chị ơi. Rồi hồng xanh cho Trang Nguyễn Bứng Bình Dương, Trang Nguyễn Bình Dương, đỏ đây gặp Trang Nguyễn Vũng Tàu nha. Rồi Trang Nguyễn Vũng Tàu xin chúc đơn cho Trang Nguyễn Bình Dương nha. Hết xanh biển rồi. Thu Nguyễn, Thu Nguyễn Anh Thu lấy mận, mận với đỏ là hai màu hả, mận đỏ nè, ok luôn nè. Rồi bà nào chưa mua là chốt lẹ đi, quá trời gạch rồi, quá trời gạch, quá trời đẹp rồi, vải đợt này mà về không dày là trả lại tôi. Yến Trần lấy đỏ mận có đơn nè, không còn đỏ mận hôm nay. Rồi hết đỏ mận là chị Yến Trần ơi, chị Yến Trần hết đỏ mận là đổi màu cho mấy cho chị Yến Trần nha. Hai bộ hồng với lại xanh min rồi, còn hồng hết xanh min bà gái ơi. Rồi ok, bà Nguyễn Nga lấy mận với đỏ có rồi nè, đen không có đẹp ơi. Hai bộ đỏ, đỏ mận với nâu, ơi tính ra là không có hai cái màu luôn á bà. Nè có đỏ mận rồi đấy chị nào nè, chị nào nãy hết rồi. Ơi đây là mận còn cái nè, đỏ mận nè, có đỏ mận nè, không có nâu chị ơi, có đỏ mận không có nâu nha. Xanh biển với mà xanh min rồi, Phạm Phương bỏ lại đi hết xanh biển rồi. Đùi hồng với lại đỏ nè, hồng với đỏ với bà chế nè. Rồi có luôn hai bộ đi, hai bộ là 150.000 à. Hồng với xanh cho chị Nguyễn Phương Thảo nè, hồng với xanh nè, xanh hồng, hồng xanh nè, ok nè, lấy bộ mặt cho chị Nguyễn Ngân có đơn nè. Rồi xanh đó chị à, nè xanh nè, xanh đó nè, xanh xả với chị Nhung Nguyễn có đơn nè. Rồi ok, xanh với đỏ cho chị Lê Ngọc Anh nè, xanh nè, đỏ nè, Nghe Ngọc Anh nè. Rồi Triệu Bích Vân lấy hồng với xanh nè, vậy là để cái đâu này chị trù luôn nha Triệu Bích Vân ơi, hồng với xanh nhá. Nó sợ mình lóc nó lọc đập nó mua liền chiêu hết, chị chiêu cái nhỏ này hết ghê thiệt không, sợ em lóc rồi vào lọc lọc mua lại liền không, mấy chị nói cái chiêu của em thôi ư, chứ mà không mua đi em lóc thiệt á. Nhân Nguyễn có rồi nha, Nhân Nguyễn ơi, Đan Nguyễn, Đan Nguyễn này gọi điện không bao giờ nghe máy, mua hàng cọc tiền giùm em nha. Lan Mai như có rồi nè, rồi Lan Mai có rồi bà ơi. Rồi xanh đùi cho chị Thủy Phương nè, xanh đùi chị Thủy Phương có đơn nè, ok cho em xem lại đợi em xíu nha bà. Rồi Yến Trần có rồi, Thu Lành có rồi, xanh cho chị Nguyễn Sư, xanh cho chị Nguyễn Sư có đơn nè, ok nè em thấy rồi, tao chốt bài rồi, chốt rồi. Bích Triệu ơi, số điện thoại Bích Triệu ơi, Bích Triệu số điện thoại liền. Hai bộ đỏ xanh cho chị Phạm Mai có đơn nè, rồi đỏ nè, xanh nè, rồi đỏ xanh cho chị Phạm Mai nè, xanh này là xanh pha sáng nha bà ơi, xanh này xanh pha sáng nha. Rồi ok cho em coi lại bộ cành đây nè bà ơi, giờ em lên lại nè bà, rồi lên lại màu giùm em mấy chị ơi, nhiêu tiền giờ 79.000, hai bộ là 150.000 thôi mấy bà. Đó màu đỏ giùm em nè mấy chị, dễ thương không. Rồi màu hồng nè, đó màu hồng nè, ai lấy hồng chút hồng giùm em luôn, đó màu hồng nè. Rồi màu hồng nè với lại màu gì ta, màu đỏ nè, màu hồng nè với lại màu hồng kem, màu hồng kem có bộ nha mấy bà ơi, màu hồng kem này có bộ thôi. À, lấy chốt em luôn, con này chốt em là hồng kem, hồng trời ơi, màu dễ thương dữ trời, hồng kem rồi, này chốt em là màu xám hết chơi, con này chốt em là màu kem cũng được, màu kem đi, màu kem có bộ thôi. Đầm hai dây xốp còn không chị, đầm xốp hai dây là đầm nào ta, gì vậy, bị gì hả, Lan hả, Lan bỏ ra, Lan bỏ ra đi. Ok hồng kem cho chị Huỳnh Hana có đơn, kem cho chị Lưu Thị Ngọc, Ngọc Kiều có đơn luôn nè, Lưu Thị Ngọc Kiều ơi, bộ này bị lem luôn rồi nè. Rồi ok luôn nè, rồi hết luôn, vậy là còn còn hai màu cuối cùng mới chơi, còn hai màu cuối cùng, bộ đang mang em tặng hết rồi đẹp ơi, bộ đang mang em tặng hết rồi chị ơi. Rồi em còn đỏ chị ơi, đấy mấy chị em còn đỏ nha mấy chị, em còn đỏ là em còn được hồng, còn được hai màu cuối cùng luôn, còn đỏ và còn hồng á chị ơi, ai lấy đỏ chút đỏ, ai lấy hồng chút hồng giùm em luôn, hồng dễ thương nữa bà, hồng dễ thương nè. Rồi em còn đỏ luôn, em còn đỏ nha mấy chị đẹp mình nha.
lên đơn liền giùm em đi. Có đơn này đẹp ha, có
319.000 bộ à, quá trời sen luôn. Thôi lộn 115 mà. Đất hiếu lấy màu cam có đơn à. Đất hiếu màu cam á, thiệt sự với chị, cái này tâm sự thiệt luôn á nha, là em nhập cái bộ này nó cao tiền hơn là cái đợt trước luôn mọi người. Nhưng mà em vẫn để cho chị cái giá này luôn nha, 119 giùm em. Thủy Nguyễn lấy một đen có đơn luôn. Thủy Nguyễn màu đen nè. Rồi em nói thiệt luôn, trời con này mà không mua không biết mua gì luôn bà ơi. Thủy Nguyễn màu đen nè. Lê Nương lấy màu đen nè. Ok tình yêu nằm 115.000 một bộ giùm em nha. Nâu hai bộ cho chị Dương Dương Duy Anh nè. Dương Dương Duy Anh nè. Ok Thảo Nguyễn lấy bơ có đơn nè. Còn cái xám đen không chị? Dạ không chị ơi. Lan Nguyễn lấy màu nâu có đơn nè. Lan Nguyễn lấy nâu nè. Tị Mũi lấy nâu nè. Em đang mang là màu cam giúp chị ơi, em đang mang là màu cam ha, biết chứ ha. Bộ cam đang mặc ở chị Nguyễn Trinh nè. Không nghiện đồ mà nghiện bả lai hả? Trời ơi, chứ sao với bà ơi, đồ đẹp quá mà. Bạn Ngọc Bảo lấy cam có đơn nè. Ngọc Bảo lấy cam nè. Ok nè, Khánh Ly Nguyễn lấy cam nè. Bà thích tu la, bà nghiện tu lai hả? Đội ơn bà, đội ơn nè. Rồi màu rêu đi chị Sam Sam nè. Vậy là bà cùng tầng số với tôi á. Sam Sam mới rêu nè, sơ mi cam với đen cho chị Thuyền, cho chị Thuyền Kim nè. Bà cùng tầng số với tôi đó. Chị em mình là bữa nào mà mình cắt kèo mình đi nhậu đi. Mình đi nhậu mình tâm sự rồi đi. Nâu với rêu hai màu, chị Ngọc Diễm nè, hết cam nha mấy chị ơi. Màu đang mặc em hết cam nha mấy chị. Sơ mi cam em hết luôn. Trần Thị Diễm My hết. Màu bơ nè, ok nè. Rồi ok, hiệu con gấu hết chị gái ơi. Con gấu giờ em còn con gấu thường mà chị ơi. Đâu? Ê con gấu còn bộ rêu chứ bà ơi, con gấu còn màu rêu nha. Tị Mũi lấy nâu có chưa? Tị Mũi lấy nâu nè, ok nè. Tôi cọc bà 50 không má 100 mới được bà nội ơi. 50 hôi lông bà gái. Trần Mỹ Nơi lấy một màu nâu với một màu cam nè. Còn nâu cho chế hết cam chứ, giờ còn đen còn bơ còn rêu à. Đen bơ rêu ba màu hết cam mấy bà ơi. Rồi ok, rêu cho chị Sam Sam có đơn nè. Rồi xét hai dây nơ lên cho chị Chu em ơi, chuẩn bị lên nè cưng ơi. Chuẩn bị lên bà ơi, nâu hết bà ơi, hết nâu rồi. Hết nâu rồi, bây giờ hiện tại là em chỉ còn được màu đen với chị. Màu đen nha mấy bà ơi, trời có 115.000 quá chị rẻ. Quá chị rẻ luôn, 115 xếp sơ mi giùm em luôn. Mặt không xem thối tiền cho mấy má. Mặt không xem thối tiền cho, nghe. Bơ nè, rêu đẹp lắm, rêu mặt rất là xem luôn. Rêu là đụng cái là y chang mẫu mặt giống gì hết trơn bà ơi, trời ơi. Mẫu mặt sao về mình bận y chang vậy thôi à, nói gì đâu bà. Ừ, đơn giản vậy thôi đó bà. Ừ. Mà đụng cái, trời ơi, giá mà còn có 115.000 nữa chứ. Trời ơi, thiệt luôn, cái bộ này mà tôi nói 150 cũng mua chứ nó còn nói gì 115.000. Gặp em là khách hàng mà em lấy trụ shop bán bộ đồ này 115.000 là cái nơi của em là mua 2 bộ. Không. Đó, em cái nơi em làm mấy bộ này đẹp mà rẻ lại mua 2 bộ. Không có nói nhiều, trời ơi. Tiền bạc với chị là không thành vấn đề khúc này nha. Rẻ đẹp, nhỏ trụ shop bán hàng có duyên là thích là 2 bộ nha. Vũ bạn không biết bạn có chuyện. Em lấy bộ, bạn lấy cho chị xanh rêu. Xanh với rêu cho chị Trần Mỹ Nơi có chưa? Còn tiếng xanh đúng không? Chị Trần Mỹ Nơi nãy thấy màu gì rồi? Ok. Bơ cho chị Ngọc Trúc có đơn. Ủa, hết bơ rồi, người đẹp ơi, hết bơ. Ủa, bơ đây còn. Bơ đây còn nè. Rồi ok, chị Ngọc Trúc có đơn nè, ok nè. Rồi, đơn cái bộ chị mặc còn màu gì chị? Bộ chị mặc còn rêu với lại màu đen thôi gái ơi. Còn rêu với đen còn có hai màu là rêu đen bà ơi. Rồi cái con gấu này em còn một rêu là em hết rồi. Gấu còn có bộ rêu à. Ai nó rêu chút rêu mà em đi. Ừ mấy chị khen em dễ thương em, đội ơn mấy chị. Tự nhiên nay ai nhặt em thì có duyên. Thì có duyên sẵn ngang luôn. Thì có duyên ngang luôn mọi người. Thiệt. Chứ bình thường nói chuyện rồi nó vô duyên mà. Cái nét mà lại luôn không ai chấp nhận được. Tự nhiên nay chị có duyên ngang. Chắc bà đổ em. Ừ, chắc lấy bà đổ em á. Bộ đang mặc còn bộ chứ ơi. 109 bà giao tay còn đúng bộ luôn nè. Bộ này là nãy giờ tôi dành cho bà luôn, bà giao tay ra bà chốt đơn liền để chúng tôi là nó hết đó bà nha. Ừ tôi đợi bà vô nãy giờ đó, nãy giờ khách hỏi tôi báo hết. Tôi biết là lát hồi bà giao tay thế nào không vô hỏi cái bộ gấu đó cho coi là tôi phải chừa lại cho bà liền nó bà giao tay bà chốt đi. Gấu rơi cho Trần Thị Tà Thanh Tuyền thấy chưa, tôi nói bà mua đi không tôi bà Thanh Tuyền bà chốt luôn rồi kìa, bà hết cơ hội luôn thấy không. Bộ mặt ấm ôm người đẹp ơi, bộ mặt ấm ôm nha chị, bộ mặt ấm ôm nha chị nghe sao nói chuyện có gì quá vậy ta. Chị cảm giác hôm nay mình nói cái gì ra cũng cảm giác mắc cười luôn á. Trời ơi, sao vậy trời. Chị hôm nay cảm giác mình nói cái gì ra mình cảm thấy là chết rồi. Thiệt luôn á, chết hôm nay bà đổ em mà, chị ơi bà đổ em mà. Cảm giác mình nói ra cái gì mà thấy là nó sao mà chỉ có duyên mà nó dễ thương mà sao mà trời. Sáng nay ăn gì ta? Sáng nay ăn gì ta, để ngày mai ăn y chang vậy coi. Qua wow.
quá trời cái nết hả? Rồi đang mặc còn một xanh rau nói sao hồ nó mặc cái quần ngược luôn nè nè, quần có túi cho mấy chị còn xanh rau. Xét caro là 1.15 bà ơi, xét caro là 1.15 nha mấy bà. Bộ đang mặc lấy luôn đi bà nội chứ bà dâu tay kìa. Bộ đang mặc màu đen cho Nguyễn Huyền nè, ok hết màu rồi bà ơi, còn có một màu xanh rêu bà. Chốt giùm em đi. Bộ đang mặc toàn màu rêu Ngọc Hà. Ok, Tạ Thùy Trâm ok, Khang Bảo Khang ok, xanh rêu Trang Nguyễn hết nha. Rồi. Bộ caro quần dài màu hồng hả chú lên bà ơi, chú lên. Bộ đó hình như tối nay mới về sao? Tối nay hình như chưa nay về chú kỳ sao bà. Rồi ngoan một tí giùm em chị ơi.
Rồi hết màu da rồi chị ơi. Màu da ở đây còn rồi có luôn hai bộ nè. Rồi ok, ủ kem 60 cân vừa nha chế. Ủ kem 60 cân vừa thoải mái chị ơi. Rồi em đặt bảng màu lại cho mấy chị. Xanh của ba nha chị Thu Võ có đơn nè. Xanh của ba chị Thu Võ nè, ok nè. Em còn nâu với chị ơi. Còn nâu nè, bò. Trời ơi cái màu nâu bò đẹp quá trời luôn. Đây nè màu này dễ thương nữa bà ơi. Màu này mặc cho mấy là tới công chuyện luôn. Con này chốt e là màu bò đi. Màu vàng á, màu vàng bò, màu này dễ thương lắm. Rồi em có đỏ nè, có vàng nè, có nâu nè, có rêu nè, xanh đẹp nha quý vị. Xanh rất là xinh nha, xanh cực kỳ mê nha bà ơi. Ai nói xanh lá là xanh lá cho em liền. Xanh của ba như chị kem bị kem minor có đơn nè. Rồi hồng sen, hồng cánh sen các bà. Duy Nguyễn lấy màu rêu đen, màu rêu với nâu nè. Duy Nguyễn lấy rêu, rêu nè, nâu nè, các bà chế nè. Ok la có đơn nè đó. Các bạn màu quá xinh rồi. Xanh lá là chị Trần Thị Diễm My nè. Xanh lá nè. Đang mặc em trang hết rồi chị ơi. Có bơ luôn nha chị, có bơ luôn nè. Trời ơi bạn màu gì mà quá trời vậy trời. Cầm một cắm rụng cái nụ luôn á. Nâu với rêu cho chị Cẩm Cẩm Phương nè. Nâu rêu hai màu nè. Nâu rêu chị Cẩm Phương có nè. Bò với rêu cho chị Nguyễn Ti nè. Bò nè. Rêu nè. Rêu còn không? Rồi ok rêu chị Nguyễn Ti có đơn nè. Rồi hồng nhạt còn một nè. Hồng nhạt là xanh lá cây luôn nè. Đây hồng nhạt nè. Rồi hết hết rồi. Hết màu rêu với bà chị ơi. Đây nè. Còn một con xanh lá cây mấy chị ơi. Ai lấy xanh lá cây chút xanh lá cây giùm em luôn. Hồng nhạt em còn bổ chị ơi. Ủa lấy anh lấy đủ màu cho Ngọc về cho anh. Chưa hả? Rồi con này lên cho em rồi chị ơi. Có hồng nhạt chưa? 10 bộ đó nha. Đủ màu là 10 bộ đó. Xanh đậm với Trần Thị Diễm My có đơn nè. Như vậy. Xám nè. Lá có chưa? Xám nâu nè. Đỏ có chưa? Rồi ok này hồng nhạt nè. Rồi ok la nè. Sáng còn bộ nhá ơi, sáng còn bộ nhá chị. Thủ má mày là chết mẹ gãy luôn. Gãy luôn, rớt cái gãy luôn. Má ơi á. Rớt cái gãy luôn rồi. Bữa hôm mua 2 cây đúng không? Lắp cây kia lên cho em rồi. Hồng nhạt thêm cho chị Nguyễn Ti có đơn nè. Hồng nhạt thêm cho Nguyễn Ti nè, ok mà gãy luôn. Lên bộ shop quần xuông cho chị đây em ơi. Shop quần xuông tình yêu ơi. Shop quần xuông em đang mặc nè, nó là quần ôm. Còn đây là quần xuông. Quần xuông có 109 nè mấy bà. Quần xuông có 109 ngàn nha. Dễ thương cực kỳ luôn. Ai lấy quần xuông lên quần xuông giùm em thôi mọi người ơi. Rồi ok xem bộ đang mang đi trang giảm hết rồi chị ơi. Em có màu là màu đen nè, em có cam nè, em có nâu nha chứ nha, em có ba màu này đẹp ơi.
ai chưa có lên đơn cho em liền luôn chứ. Áo cần lên chưa? Dạ chưa mà đẹp ơi. Áo cần em chưa lên, mấy áo hoa về mọi người ơi. Rồi con này quần ống rộng nè, bán tặng cho mấy chị luôn. Một con quần ống rộng nè mấy chị ơi. Một con áo cổ V nè mấy chị, lên cho em luôn bộ này cho bà chế nha. Vừa bán vừa tặng luôn, 89.000. 89.000 bộ quần ống rộng áo đi viền giùm em mấy chị. 89.000 giùm em luôn, ai lấy trước em luôn, viền hồng 89 có đơn. Viền hồng nha. Ống ôm là chị đang mang đúng không? Dạ đúng rồi chị ơi. Ống ôm là em đang mang nó chứ. Trời ơi, cái cục này nó bị gãy rồi, uổng quá đi. Mai chạy ra ngoài coi coi nó có bán cái loại này không không.
tim nữa bà ơi, quá trời tim rồi, quá trời tim rồi, quá trời tim rồi. Lên cho em liền mã tim nghe người ơi. Rồi viền hồng cho bà chế nào rồi nè. Rồi cho em lên tim nè. Tim ở chị Duyên Nguyễn có đơn nè. Tim đen chị Duyên Nguyễn nè, 40-60 cân đang vừa giùm em nha bà chế ơi. Tim cam ở chị Kim Nga nè, Kim Ngà nè. Tim cam chị Kim Ngà nè. Rồi lên cho em liền, bộ đang mặc 109 nha bà chế ơi. Bộ hai dây nơ xong con này chị lên cho cân. Rồi nhắn tin giùm em đi Nhí Minh ơi. Rồi tim nâu chị Diễn Nguyễn nè. Rồi ok chị Kim Ngà có đơn, Diễn Nguyễn có rồi nè. Tim bơ cho chị Duyên, cho chị Diễn Phương nè. Thanh kẹp bộ tim lên Thanh ơi. Để em kẹp bộ tim đấy bà ơi nè. Rồi ok bộ mặt cho chị Bích Ngọc có đơn nè. Bích Ngọc lấy bộ mặt nè. Ok chị Bích Ngọc có nè. Rồi lấy cho em bộ hồng đằng sau nha chị. Lấy em bộ hồng đằng sau ra nha chị. Là bộ nào trời? Bộ đang mang màu hồng nha chị. Ồ ok em Nguyễn Thị Xuân Hiền nè. Nguyễn Thị Xuân Hiền có đơn nè. Rồi mét rưỡi mặc quần dài, không dài đâu bà ơi, không có dài đâu bà, con này mặc đẹp lắm người đẹp ơi, không sao đâu bà ơi. Yến Kim lấy một đen tim với lại một tim hồng có đơn nè, một đen một hồng nè. Ok người đẹp có nè. Trần Thị Thanh Tuyền lấy viền hồng có đơn nè. Trần Thị Thanh Tuyền lấy viền hồng đang mặc ok nè. Rồi đen 109 cho chị Hậu Nguyễn có đơn nè. Đen 109 nè. Rồi chị Nguyễn đổi lại lấy tim bơ nè. Mua hàng muốn kỹ giùm em nha bà. Trời ơi sơ hở là bà đổi, sơ hở là bà đổi em má ơi. Mua hàng muốn kỹ giùm em nha bà chị nha. Rồi để em qua cho bà chị em coi cái màu khác là chị ơi. Màu hồng em tạm hết nha mà đẹp ơi, màu hồng em tạm hết nha mấy chị. Tẩy ra rồi kêu nó ra nó cầm cái cây nó đổi lại cho tao mà thiệt luôn á. Tim hồng và đen á chị Yến Hà, Yến Hải. Rồi chị Yến Hải có hai bộ luôn rồi. Ok em qua màu khác rồi. Em lên với bà chế cái con màu này là màu nu nè, mặt rất là sang luôn cho mọi người nha. Sau này em lên bộ hai dây cho mấy chị. Sau này em lên bộ hai dây cho hai dây rất là đẹp luôn. Ủ kem chị nào hỏi em nè. Rồi qua cho bà chế con này ha. Trời ơi từ cái em này nó lên cái nút gà luôn nha mấy chị nha, nên là mặt rất rất là đẹp luôn mọi người ơi. Trời ơi em lên cái màu nâu nè mấy chị. Trời ơi sang quá trời luôn, có 109 ngàn mấy bà ơi, quá đẹp rồi. Chị Lan Anh một nâu, chị Lan Anh một đen có đơn nè, chị Lan Anh nâu nè, chị Lan Anh đen nè. Rồi ok chị đẹp thỏ luôn nè, có 109 ngàn bộ bà chị ơi, quá trời xinh rồi. Rồi ok luôn, trời ơi em ơi không có đổi hàng đâu cưng ơi, mua hàng kỹ giùm chị bé ơi nghe. Khúc này là đổi là tao to hết, to hết, to hết vui rồi đó. Một đứa đổi là xa xả mấy đứa kia đổi theo à. Dính hả? Dính trong đổi hả mấy bà? Đổi dữ hả? Gì vậy trời? Trời ơi trời, tới giờ mấy bà rồi kìa trời. Ủa cái gì vậy trời? Cái gì mấy bà được không được vậy trời? Được không được với bà, sao tính này cũng lại đổi gì trời. Ôi tôi quạo nghe, tôi quạo nghe. Tôi không có đổi nghe, mua hàng mua kỹ giùm cái vô tầng màu đó cho coi. Rồi mấy bà còn bảo là nhỏ ơi. Trời ơi tôi dễ thương cho một đứa, mấy đứa kia là xa xả làm theo à. Trời ơi cũng này chân hùa gì bay ơi. Ok tim đen chị Kim Ảnh có đơn, tim nâu chị Phương Hiếu nè. Chị Phương Hiếu nè, mấy con hay đổi quá là đổi, tôi tắt live stream đi vô chụp màn hình gửi vào trong tin nhắn cho tao. Còn hàng tao bán còn không thì thôi. Trời đất ơi tao đang hàng. Đang lên hàng là chiều chốt qua rồi. Bây giờ bà nói là mấy bà lấy màu hồng đi, tôi bận màu hồng lên. Cái chốt hồng quá trời mẹ, chốt theo cái màu hồng. Cái vừa, ta vừa quay bận màu khác, nó bỏ màu hồng lại, nó lấy màu ta đang bận nữa. Rồi lát hồi ta lên xanh bơ, nó đổ qua xanh bơ nữa. Xong ta đổ qua màu cam, nó lấy bỏ ra lấy cam nữa. Trời ơi trời trời, hết vui nha má, hết vui nha má. Vậy là tao khùng mấy nha mày. Quỷ hàng lấy nâu có đơn nè. Nha, nãy giờ đang vui vẻ, cho vui vẻ nha mấy má. Trời ơi, mua hàng mua kỹ giùm em mấy chị ơi. Lát hồi mặc màu bơ lên cái hối hận cho coi. Từ từ quan ra nha Thanh. Có nhiều bà mấy bà đổi, mấy bà đổi màu á. Từ từ quan qua. Rồi ok Thúy Hằng có nè. Dạ rồi để em lên bảng màu lại cho mấy chị ơi. Để em lên bảng màu lại con này cho mấy chị đẹp mình nha. Để mấy chị vô sau mấy chị không biết mấy chị. Ngô Thị lấy màu đang mặc ok nè. Lát hồi đó tôi mặc màu bơ lên đừng có hối hận nghe. Đừng có hối hận gì đã đổi màu nghe. Trời ok nè. Tóc mình ghê luôn vậy trời. Gãy cái cây lên rớt một cái thiệt luôn á trời, muốn sang chấn tâm lý luôn vậy đó. Rồi con này lên cho mẹ em còn màu bơ rồi mấy chị ơi. À lấy bơ lên bơ cho mẹ nha mọi người nha. Rồi bộ này nha em đang mặc là giá 109 đó mấy ơi. Con này có 109 đó mấy chị, vải đẹp nha mấy chị. Nhớ giùm em là hàng vải xốp nha. Tính ra là bình thường em bán vải gân thôi là đã 109 rồi. Con này lên vải xốp và bán giá 109 là thật sự là quá
rẻ luôn nha mấy chị, quá rẻ quá đẹp luôn á mọi người ơi. Rồi ok luôn nè. À, tới ai ta, chị Ngô Thị à, Ngô Thị, Ngô Thi hả? Cái bộ hồi nãy em mặc cổ bẻ, tối nay em về thêm cho bà chị nha. Tối nay em về thêm cho mấy chị. Bơ cho chị Mỹ Ngân có đơn nè, bơ cho Mỹ Ngân nè. Nâu chị Đức Hiếu nè. Nâu chị Đức Hiếu nè, tối nay em về thêm cái bộ cổ bẻ cho mấy chị cho. Nâu cam chị Đặng Ngọc Ni có đơn nè. Cam nè. Cam nâu chị Đặng Ngọc Ni nè, ok nè. Mang màu nào là hết màu đó liền. Ồ đúng rồi bà ơi, mấy bà đừng có đổi nha, tội nghiệp tôi với bà. Hoa cỏ mai này bơm hàng rồi, muốn mua hàng cọc tiền lại giùm em đi chơi. Xanh bơ cho chị Nguyễn Ánh collagen nè. Xanh bơ chị Nguyễn Ánh collagen có đơn nè. Cái này em còn màu đen nha mấy chị. Có màu đen nha, đen có 1-2 bộ giờ mọi người ơi. Đen có 1-2 bộ mấy chị. Rồi con này màu cam nè. Đó có 109.000 bộ giùm em thôi nha mọi người nha. Trời mấy công nhận. Công nhận là mấy bộ vải shop này chất lượng ghê luôn nha mấy chị đẹp mình nha. Trời ơi, từ vải cho từ chất cho tới form luôn nha mọi người nha. Mặt là quá ghiền. Quá nghiện, quá nghiện. Rồi lên luôn. Lấy lên bộ sơ mi quần dài không chị Linh? Nay có vàng sơ mi quần đùi không chị? Sơ mi quần đùi hả? Có, hôm nay có vàng sơ mi quần đùi tay cánh tiên mọi người. Màu cam còn hả mấy chị ơi, màu cam còn ha. Rồi con này em có màu đen nè mấy chị. Con này em có màu đen nè, ai lấy đen chút đen cho em luôn. Giá quá rẻ mấy chị ơi. Rồi đủ mày sẵn nước miếng à. Con nào kêu em nói chị coi chừng nút cái lưỡi không có mắt sẵn nước miếng. Ngô Thị lấy cam ok chị Ngô Thị có chưa ta? Ngô Thị màu cam nè, ok nè, hôm qua bị lỗi, hàng bị lỗi, gửi không nhận chứ phải bơm hàng đâu. Ủa, sao vậy được ta, nếu mà chị bị hàng lỗi là shipper phải gọi điện cho bên em chứ, phải gọi điện cho bên em là bị lỗi hàng chứ. Chị Hoa có may đó, đó là 3 bộ lỗi 1 bộ mà. 3 lỗi 1 bộ, 1 bộ, 2 bộ lỗi, sao không nhận giùm em vậy? 3 bộ lỗi 1 bộ thì cái bộ không lỗi phải nhận cho em chứ, sao chạy về hết luôn vậy? Dạ không chị ơi, con này là quần ống rộng chéo, quần ống nhỏ tối nó về cho chứ. Quần ống rộng, quần ống nhỏ tối đem về mẫu khác nha đẹp mình ơi. Rồi con này em còn màu đen cho mấy bà chị nha, ai lấy đen chút đen cho em luôn. Ai lấy đen chút đen cho em nè mấy bà chị ơi. Lên cho em liền giá 109.000 một bộ nha. Trinh Hana lấy xích nâu, ok bà Trinh Hana có đơn luôn nè. Nâu cho Trinh Hana nè. Rồi em mặc có vài bộ là hết rồi. Đen em cũng còn có 1-2 bộ là em hết rồi chơi. Ai lấy đen lên đen cho em liền. Rồi lên bảng màu lại cho mấy chị đẹp mình vào sau luôn. Có nâu, có đen, có cam và có bơ với bà chị nha. Đừng để tôi bỏ màu bơ lên nha mấy bà. Bỏ màu bơ lên đó, bà sẽ hối hận. Bà sẽ hối hận vì cái sự xinh đẹp này giùm tôi. Quá trời đất xinh ha, mặt sang quá trời sang mấy chị ơi. Con này mặc đi chơi đi biển là hết bài luôn. Trời ơi, đây tôi sắm mấy cái gì ta. Lên mã khác đi shop. Rồi ok, shop lên liền nè bé ơi. Bé ơi, shop lên liền nè bé. Trời ơi, công nhận cái mai phun bùi nha em nó dữ dằn thiệt chứ. Màu cam với màu hồng là sao? Còn mình đi lúc nào lấy màu đen mặt, xong rồi cam, xong rồi đen. Chị Ngô Thị là ba màu đúng không chị Ngô Thị ơi? Chị Ngô Thị nãy giờ là ba màu đúng không chị? Màu gì? Màu nâu, màu cam, màu đen. Chị là ba màu đúng không? Chị ok giùm em với nha chị gái ơi, đúng rồi ba màu. Ba bộ ba màu đó, rồi màu đen cho chị đó luôn nè. Chị em ai thêm nhất comment em chữ thêm nha. Bộ mặt còn những màu nào? Dạ bộ mặt em còn đen nè chị, em còn đen nè, em còn cam nè chị, em còn đen, em còn cam chứ em còn bơ nha người đẹp. Cam đen bơ giùm em luôn. Ủ kem đổi xíu lên lại cho Hiền Phan lấy đen có đơn chị Hiền Phan nè. Hiền Phan màu đen nè. Rồi ok, đây còn bộ cho chị Hiền Phan luôn. Bộ con gấu này là vải gân nha người đẹp. Con gấu này là vải gân cho em nha mấy chị ơi. Con này có 99.000 thôi nha mấy chị nha. Gấu 99 em có gấu gấu 99 là em có gấu gì, gấu gì gấu vàng nha mấy chị ơi. Gấu 99 là em có gấu vàng nha mọi người ơi. Ai lấy gấu vàng lên gấu vàng giùm em nha mấy chị nha. Bộ gấu 99.000. Rồi không lấy bộ lại. Mình lấy thêm mình comment nha, chữ thêm nha bà để biết nha. Để mấy con không biết à. Không biết tưởng bỏ rồi chứ cuối cùng không biết lấy màu gì nữa bà ơi. Nó lộn nha mấy bà. Nó lộn nha, tại mấy có nhiều chị cứ xả tới xả lui á. Em không biết mấy chị lấy màu gì mới chứ. Rồi qua tiếp. Lên giùm em luôn hai dây nơ nè, chuẩn bị lên hai dây nơ cho chị em mình nè. Hai dây nơ là mặc tới công chuyện luôn chiếc này. Tối nay em về cái bộ quần ôm lại cho bà ơi. Tối nay em về bộ quần ôm cho. Quần ôm quá xinh này.
em xíu với bà ơi, em qua em về thêm hàng cho tối nay cái đã. Đợi em chút xíu em sắp qua tới mấy bà. Rồi qua tiếp đi chơi. Lấy cho em thêm màu đen đi. Rồi có đơn cho bà luôn rồi. Rồi ok, bộ đang mặc 1109 nha chị ơi. Chuột lì lấy bộ đang mặc nè. Nguyễn Oanh lấy bộ đang mặc nè, ok nè. Chuột lì nè. Rồi Nguyễn Oanh nè. Rồi ok la nè. Rồi em qua màu là em qua mẫu với chị nha, em qua mẫu với chị ơi. Rồi ok. Chị sợ sếp không chịu. Trời ơi, chị phải gọi điện cho sếp em liền chứ chị. Trời ơi, mấy chị ơi, ví dụ như bộ mà bị lỗi một bộ thì mấy chị mấy bộ kia không lỗi là phải nhận cho em chứ, sao mà trả hết về cho em vậy được tình yêu. Rồi mẫu này nhà em hiện tại là có ba màu nè mấy chị ơi, có ba màu nha, có bơ nè mấy chị ơi, có cam lại có nâu em đang mặc là hết nha mấy chị, ai chưa có lên màu giùm em liền. Rồi em qua mẫu nha. Chị nào lấy hỏi hỏi em bộ ủ kem vợ ủ kem, đợi em trang xíu nha, em trang lên lại ủ kem đi chị. Siêu phẩm về trả mấy chị luôn, mấy chị ơi, mấy chị. Siêu phẩm về nghe. Còn áo khoác ôm không Trang? Áo khoác ôm mình như làm đây có áo gấu quá chị ơi. Tối này như vậy áo gấu quá chị. Mai có mùi viền hả chị, còn nha chị đẹp mình ơi. Mai mùi viền còn nha chị đẹp mình nha. Như là tối nay em về là cái bộ áo gấu cho khách đây khách ơi. Rồi qua đùi, con mùi đùi hả? Mang con mùi đùi chua chị, tối nay về mã đẹp lắm, đẹp hơn mang con mùi đùi, yên tâm đi. Làm gì làm, em có đai có đúng gì đi nữa thì tối nay cũng phải coi livestream nhà em thôi, rất là đẹp luôn. Trời đất ơi, bữa nay về cái bộ này đẹp dữ vậy trời. Trời ơi, bữa nay cái vải kìa. Má ơi, cái gì mà đẹp dữ vậy chèn bét ơi. Ôi hàng hai lớp luôn nha mấy bà ơi. Ôi ôi coi nè đỉnh cao mấy bà chế nha. Lên lại ủ kem đi chị. Ok Nguyễn Thị Xuân Hiền, đợi xíu cho em lên liền cho. Em lên bộ này xem quay lại ủ kem cho bà cho. Siêu phẩm luôn, nay tôi về các bạn màu mấy bà ơi, tới công chuyện luôn. Đợt này bà về mấy bà tét mắt với tôi. Đợt này là về màu là y hình nghe. Thấy không, thấy không. Rồi. Đợt này là xin phép là về màu là y hình nha mấy chị. Ủa sao không được cái điện thoại cho em, cái điện thoại này khách gọi nè. Đây mấy chị đang mặc nè, lên cho em liền mã nơ với đây dây tăng đua đầy đủ nha mấy bà. 119.000 giùm em thôi mấy chị ơi, 119.000 một bộ giùm em mấy bà. Lên cho em liền mã nơ, nơ bơ, nơ hồng, nơ xanh và nơ đen, có nơ trắng cho mấy chị luôn. 119.000 bộ nơ mới về hàng một cái đợt giùm em luôn mấy chị ơi, hot ơi là hot luôn nè. Em nhận được rồi, áo đẹp lắm chị ơi. Cảm ơn em nha Hoàng Trinh ơi, cảm ơn em. Bỏ cây đó qua chỗ khác đi, gãy luôn rồi, kêu anh lắng cái cây kia không gắn. Ok lơ ná với chị Thảo Triệu có đơn. Rồi bộ mai con mùi ống rặng còn chế, ống rặng còn nha. Nơ hai dây xanh bôi cho chích chòe, ok chích chòe có đơn luôn. Bôi cho chích chòe nè, em giờ thì được thêm màu đen nha mấy chị. Nè em giờ được thêm màu đen với lại màu trắng luôn. Đây, bữa giờ mấy chị có hỏi em đen trắng nè. Hôm nay em giờ đủ hết trơn hết trọn mấy chị ơi, mã nơ mấy chị ơi, trời ơi quá đỉnh rồi. Quá chị đỉnh rồi. Rồi ok luôn, hai dây rồi có nơ luôn. Thảo Thảo béo bơ có đơn nè, Thảo béo màu bơ nè, ok mà Thảo béo nè. Chị Vân Anh lấy màu bơ nè, ok chị Vân Anh có đơn nè. Dạ 119 nha mấy chị ơi, 119 nha mấy chị. Bộ mặt cò bà gái, bộ mặt em còn ba màu luôn chị, còn cam còn xanh với lại còn nâu, còn ba màu nha chị ơi. Rồi tiếp tục giùm em luôn thêm cái nữa là màu mỡ là màu xanh giùm em nè chị yêu ơi. Rồi 119.000 bộ nơ, bộ nơ mấy chị ơi, nơ đã về mấy chị ơi, nơ đỉnh cao luôn mấy chị. Trời ơi con màu xanh nè,
tới công chuyện luôn, cái bộ nơ ngày hôm nay cái vải nó mềm nhớ bà, xuất sắc luôn. Ok Nguyễn Sanie có đen có đơn nè, 119 nha chị ơi. Nơ xăm xi măng cho chị Nguyễn Thanh có đơn nè, Nguyễn Thanh nè, 119 nè, giá 119.000 bộ nơ với chị ơi, 40 cho tới 60 cân nha mấy chị, 40 tới 60 cân mặc vừa thoải mái giùm em luôn. Trời đất ơi là mẹ Nguyễn Thanh nó đẹp quá trời, có cái quần này mấy chị, quần là dĩ nhiên là bên trong là phải có túi là cái điều dĩ nhiên đó bà chị ơi. Đợt này về màu đẹp chấm đậm luôn, đang mặc lấy cho chị Trần Thị Trúc Linh lấy một bộ đang mặc màu nâu có đơn nè, thêm nơ xanh biển cái chiếc chòe có đơn nè, nơ xanh biển nè, ai lấy màu nào lên liền em liền, mã nơ quá hot rồi. Đang mặc em còn được ba màu các chị ơi. Áo khoác là chị em biết không, em biết chưa này, nhưng chưa này nhưng có phải áo khoác rồi, còn mấy cái lát còn bà đợi em xíu đem xe cho bà mua bà. Còn được ba màu bộ đang mặc cho mấy chị ơi, lên cho em liền mấy chị. Nơ bơ chị Ngọc Hân có đơn nè, nay em về được thêm màu đen với lại màu trắng cho bà trẻ luôn nha. Màu hồng cũng là best seller luôn mấy chị, màu hồng rất là xinh luôn. Rồi Quý Ngân lấy màu bơ có đơn nè, bữa nay màu hồng về cho khách luôn rồi. Cho chị coi bộ phía trong cùng, đây là bộ sơ mi chứ yêu, sơ mi ống rộng này là 109 cho em nha chị. Sơ mi đen nè, sơ mi cam này chứ yêu, lại sơ mi nâu nha chứ ơi, 109.000 bộ sơ mi nha tình yêu, 109 bộ sơ mi giùm em luôn. Ngọc Hân có nơ bơ ok, Quý Ngân lấy nơ bơ ok, nơ bơ chị Quý Ngân nè, cho em coi bộ trong cùng rồi ok, Quý Ngân có rồi. Rồi em lên lại mã nơ lại cho mấy chị đẹp mình vô sau rồi mấy chị đẹp mình ơi, quá là xinh xẻo giùm em luôn với bà chị nha, trời ơi. Rồi đây mấy chị, màu hồng nè, ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho mấy chị là mấy chị được bao nhiêu bộ cho mấy chị đẹp mình ơi. Bộ đang mặc 109.000 chị yêu, 40 cho đến 60 cân chị mặc thoải mái em luôn, vải là siêu co giãn nha chị, vải là siêu co giãn giùm em luôn tình yêu. Rồi ai chưa có màu nào lên cho em liền màu đỏ kèm số giùm em liền với bà ơi. Coi coi cái mã nơ nhà em nè, đẳng cấp luôn em nói thiệt, mã nơ đẳng cấp luôn, mới về hàng một cái đợt luôn mấy chị ơi, nắng hổi vừa thổi vừa mang nha bà nha. Đợi xíu em mặc lên lại cho mấy chị coi cái form bộ nơ mấy chị á, bộ nơ quá là xinh rồi. Hoa hướng dương lấy nơ hồng, ba sản phẩm khách cũ không nghe đọc tên, bé gì đâu có chốt được hả, ba sản phẩm không nghe đọc tên là thôi thua rồi, mua hàng cọc tiền đi cân. Huỳnh Chi này bơm hàng rồi, mua hàng cọc tiền em ơi, Huỳnh Chi này bơm hàng rồi, mua hàng là phải cọc tiền nha. Rồi bộ ủ kem nè chị, bộ ủ kem bà nào hỏi em nè, ủ kem còn có bốn màu rồi gái ơi, ủ kem còn có bốn màu cho chị đẹp, và chị đẹp ơi đây nè, ai lấy ủ kem lên ủ kem cho em liền với bà chế nha. Đây mấy chị bộ ủ kem nè, quá là xinh xẻo luôn mấy chị ơi. Đây mấy chị ủ kem nè ha, ủ kem là em có được cho bà chế luôn màu nâu, trời ơi ở lộn màu vàng này có 99.000 bộ mấy chị. Ủ kem mà lên cổ lọ luôn, có túi đàng hoàng luôn nha, phơm quần ôm với bà chế nè, vải nè co giãn thoải mái luôn, nên là khỏi lo em mấy chị nha. Mặc ủ kem là có nói bà luôn, trắng tàn hình chiếc này, trắng tàn hình nha mấy bà, lên luôn ủ kem em luôn. Em có màu nâu với chị, màu vàng nè mấy chị, màu xanh cho em là lên cho em liền mã ủ kem người đẹp ơi, ủ kem nha mấy chị. Trời vô là trời quần là dĩ nhiên phải có túi rồi, mình mặc ở nhà khúc này giùm em là trắng tàn hình mấy chị ơi, được chưa. Ủ kem là em có màu xanh cho mấy chị luôn nè, ủ kem này em có màu cho chị em mình là màu gì, màu đỏ mấy chị, màu đỏ nha. Hết khúc này là trắng tàn hình là thiệt luôn bà ơi, 99.000 bộ à, vải dày cho mấy chị luôn. Ai rồi con này lên cho em luôn màu hồng, ủ kem 99.000, ai lấy ủ kem màu gì chốt cho em liền ủ kem màu đỏ kèm số em có đơn luôn. Trời ơi coi cái màu nè dễ thương chưa, bà đã hỏi em ủ kem chút ủ kem cho em liền nha bà chế nha. Phi size 40-60kg mặc vừa giùm em luôn, có áo lẻ không chị hả, hình như có em, bữa nay chị có mặc áo dễ thương mà đợi xíu chị lên cho cân. Rồi qua cho em con này mấy chị ơi, free size 40-60kg mang vừa, em lên cho chị em mình mã nơ ha. Nay em lên cho mấy chế bộ nơ trắng, em nói thiệt bộ nơ đợt này về màu quá đẹp, bộ nơ đợt này thì em về cái màu là quá đỉnh luôn. Ủ kem nè, đào lý là ủ kem nè, ba màu luôn, xanh đỏ hồng, ủ kem xanh cho chị nhung vỏ, xanh đỏ hồng nữa. Rồi ba màu, rồi bà chế kia xanh luôn, có đơn luôn nhung vỏ nè. Rồi em qua cho bà chế mỗi hai dây nơ đang mặc em còn, chị ơi ai chưa có cái linh đơn thì nghe nhớ chị nha, 109 giùm em có đơn, đang mặc có 109.000 mấy chị ơi, quá chừng rẻ rồi mấy chị, quá chừng rẻ quá chừng đẹp rồi. Rồi lên cho em con này luôn, trời đất ơi xuất sắc nha mấy bà, xuất sắc nha mấy bà ơi. Trời ơi nói giùm em một cái mấy chị ơi, không mua là hối hận. Đợt này cái form nhà nó làm còn đẹp hơn cái form nhà trước nữa. Xem chưa? Con này mặc đối diện là đủ đỉnh cao chứ mấy chị, mặc đi chơi giùm em là xuất sắc chưa mọi người? Trời đất ơi!
Cân quá cân chứ bà, lên đơn cho em liền nha. Vải gì em đang mặc là vải đuổi người đẹp ơi, trời ơi, nhìn cái vải nhà em nè chứ ơi, xuất sắc luôn. 60 cân vô tư thoải mái với bà, không chốt mà chốt cái gì em mới thiệt sự luôn bà ơi. Bộ nơ này mà không mua là phí, quá phí luôn. Cái vải quá tuyệt vời, cái vải quá xịn mấy chị, em lên bảng màu cho coi để bà. Ồ ô dữ nữa rồi, áo may lớp vậy chị. Tự nhiên nó hỏi cái tao ngứa ngang bây ơi, nó hỏi mày áo mấy lớp tao ngứa ngang luôn bây ơi. Một lớp mà cưng ơi, mà lớp này đâu có mỏng đâu em, nó làm may áo tầng mà cưng, đâu có mỏng em. Quần là chị may hai lớp nha, còn áo chị làm có một lớp mà bé ơi, chứ còn chi may chi hai ba lớp dữ vậy cưng. Tự vốn là trời, bán bộ đồ 119 ngàn bây giờ ơi, chất lượng luôn với bà. Tôi mới về luôn á trời, lũ này lô này về phải đẹp lắm, lô này cái phải mới nha, hơi bị mê luôn. Trời đất ơi, nó hỏi tao câu nghe tao sang chấn tâm lý liền, trời tao rớt cái cây một cái tao rớt liền niềm tin liền mấy má. Trời ơi trời, tao đang like ngon xương cái tình tao rớt cái cây, nó gãy cái cây, cái tao sang chấn tâm lý từ nãy tới giờ, tao đang bực mình trong con người tao rồi đó nghe. Rồi con này lên cho em luôn màu đen với bà chị, ai lấy nơ lên nơ cho em liền. Bộ nơ 119 ngàn, bộ này mà không chốt một chút cái gì mấy mẹ, trời ơi là trời, cái tao xỉu luôn chuyến này. Cho em coi bộ phía sau là một đống luôn cưng ơi, mày coi cái mẫu nào bé. Bộ này là bộ viền mới mặc nè, bộ này bộ viền mới mặc nè, em có màu cam nè, em có màu bơ nè, em có màu cam, có màu bơ nha. Rồi bộ này là bộ sơ mi ống rộng 109 mấy bà ơi, sơ mi ống rộng 109 nha. Lê Thị Chi mua hàng lên số điện thoại giùm em, Lê Thị Chi ơi, mua hàng lên số điện thoại giùm em đi mấy chị gái ơi. Hỏi một câu thiệt luôn trời, tao muốn tao nói sao sang chấn tâm lý chứ, này là có thiệt với má ơi. Cái bộ nơ này mấy chị, mấy chị luôn là em trông chờ từ bữa tới giờ luôn nha mấy bà trẻ nha. Trời ơi nhìn giùm em nè mấy chị, từ form cho tới vải nè, trời ơi mấy đẹp form mặc quá đẹp luôn á trời. Rồi không có bà nào cho tôi số điện thoại vậy trời, bà Nguyễn Xu lấy nơ hồng lấy cái số điện thoại giùm em đi chị gái ơi, không lên giờ này là bị chửi đó nghe mấy má. Lê Thị Chi lên số điện thoại nè, bộ cam phía sau bao nhiêu vậy em? Bộ cam phía sau này là 109 chị ơi, con này 109 nha chị. Rồi con này 109 luôn, con này 109 luôn, chứ hỏi cam nào cũng 109 đó nha chị gái mình ơi. Rồi em lên màu lại nè, trời ơi cái bộ nơ này mà không lấy, cái bộ lơ này mà không mua, sai rồi, quá sai rồi nha. Cho mấy chị sai lầm ngày hôm nay đi, tối nay coi livestream lại đi, thiệt luôn á trời, cầm bộ nơ mà thiệt luôn á trời tức á. Ok bà Nguyễn Sư có nè, nơ hồng nè, thiệt cái bộ nơ là mình không mua là mình hối hận đi mình ơi nha. Qua mẫu liền, qua mẫu liền, không có nói nhiều, không có nói nhiều, thiệt đứng năn nỉ cái bộ nơ liền, tới hồi hồi nó lên tăng xong ống chết liền tại chỗ. Siêu phẩm mà đứng năn nỉ là sao quý vị? Ủa quý vị ơi sao vậy quý vị ơi, ai làm ơn là khai nhãn dùm khách em đi, sao mà cái này mà không chốt. Trời ơi bé Vi lấy bộ đen có đơn nè, mi la lê có đơn nè, mi la lê màu đen hả em? Nơ hai bộ nơ, cái số điện thoại đi cưng ơi. Dạ bộ nơ đang mặc là 119 chị gái ơi, chưa có 109 nha người đẹp, 119 giùm em nha bà. 109 là chưa có hai cái nơ này, gắn hai cái nơ này vô là 119 nha bà. Để mà mua 109 thì tôi tháo hai cái nơ tôi dục, tôi tháo hai cái nơ tôi dục, tôi bán cho bà 109 nha. Trời ok, hai hướng vui muốn mua hàng phải cọc tiền nha bà ơi. Trời ơi cái bộ này hot girl tôi bán hai, đúng rồi bà gái ơi, em bao luôn cho mấy chị mặc, mấy chị yên tâm đi. Trời ơi cái hàng này đợt này mấy bà chế về nhận về mà cái vải bà không ghiền trả tiền cho. Đợt này về mà đợt này về màu y hình luôn, mới chết tôi chứ. Đợt này về màu y hình luôn trời, về cái màu xanh nè, nó y hình luôn trời, tức tức trời ơi á, ghét quá xả hàng mấy má ơi. Trời ơi là trời, xỉu liền. Em nói thiệt con này mà không mua là xỉu với bà ơi, cô rất là đẹp luôn mấy bà. Ok Ngân Thi có nơ hồng có đơn nè, Thu Sương lấy trắng nơ ok nè, Bảo Ngọc nơ trắng nơ đen lên số điện thoại nè, một trắng một hồng nè. Em nói thiệt cái bộ này mà thiệt luôn á, lên mà tự nhiên đáng lẽ là phải comment mà đọc không kịp, bộ này lên là comment phải đọc không kịp mới được. Trời ơi quá quá mướt rồi. Nơ xanh bơ cho chị Bích Thảo có đơn nè, hỏi câu cái ghét của hồng là biến trả lời luôn. Rồi nơ trắng nơ hồng cho Mỹ Yến nè, nơ trắng nơ hồng cho chị Mỹ Yến có đơn nè, trắng hồng nè. Gì chứ không lẽ giờ cái bộ đồ mà không có dây tăng đưa nó không mua ta, mặc dù là cái bộ đồ tao có dây tăng đưa mà vô nó hỏi bộ đồ có dây tăng đưa không, giờ không có dây tăng đưa là không mua hả, không có dây tăng đưa là không mua hả, cái con nào có dây tăng đưa là không chốt hả.
tại vì nó không đẹp mà. Thì cái dây tăng đưa tính ra nó không có ảnh hưởng nhiều tới bộ đồ đâu, mà mắc gì phải hỏi có dây tăng đưa hay không vậy. Rồi cái form của ta chuẩn chỉnh như vậy nè, dây tăng đưa có cũng được không có cũng đâu có sao đâu, nhưng mà thực chất là hàng nhà tôi có đấy. Nhưng mà sao tại sao hỏi lại phải vào hỏi là có dây tăng đưa không chị, để làm cái gì vậy ta, để làm cái gì vậy ta, trong cái đó bộ đồ có 119 ngàn. Hồng Thắng lấy nơ, nơ hồng, Cẩm Hương lấy nơ trắng. Rồi còn trắng là hết hồng rồi, bà nào giờ bà nào mới comment hồng vậy? Hết hồng rồi nha. Hồng Thắng em hết nơ hồng rồi chị ơi. Hai Hướng Dương lấy màu gì vậy? Hai dây nơ hồng hết rồi, bây giờ đổi màu đi mấy chị. Hết rồi có hồng chưa? Rồi lên cho em luôn, rồi con này em ra em qua cho bà chế lên màu xanh đi. Lên màu xanh đi bà ơi. Bơ cho chị Hồng Thắng có đơn nè. Bơ chị Hồng Thắng là trời ơi, mình bật bội nha. Tại vì biết sao không? Không phải cái gì, tại sao siêu phẩm phải đứng năn nỉ? Không hiểu mọi người. Mắc cái gì siêu phẩm mà phải đứng năn nỉ, rồi vô hỏi những cái câu mà chớ trêu trái ngang vậy? Có dây tăng đưa không? Ủa làm sao? Có dây tăng đưa mới mua ha. Bộ này nó đẹp, cái form nó chuẩn như vậy mà không có dây tăng đưa là không có mua ha. Mặc dù là hàng em có dây tăng đưa đó mọi người, nhưng mà mắc cái gì phải hỏi có dây tăng đưa không ta? Em nhớ là cái lô đầu nhà em về đâu có dây tăng đưa. Cái lô đầu em về đâu có dây tăng đưa đâu. Nhưng mà em bán không kịp tay. Tại sao lô này đẹp như thế này mà phải vô hỏi có dây tăng đưa hay không? Không hiểu. Không hiểu. Mà về số lượng được ít nó có được nhiều đâu. Thà nhiều đi mình không nói gì. Được có mấy chục bộ à, dành nhau để mà mua, để dành nhau để mà lấy luôn á. Dạ bộ nơ nhà em có 119 nè chị ơi. 119 nha chị. Mặt đẹp như vậy nè. Không hiểu mọi người. Cảm hàng ok nè. À em bán mắt 180, 190 đi, như hết rồi ta bán 300 mấy đi. Ta chiều khách từng ly từng tí. Những cái con này thật sự luôn lên một cái thích, thích là đẹp liền. Thích là dứt liền, thiệt. Mà nhà em mua hàng là không phần cần phải nhìn giá các bác ơi. Nha, cứ vào là mình thích, thích là mình dứt thôi. Xanh bơ em hết rồi, em còn xanh với lại màu màu đen rồi chứ. Còn xanh với đen thôi, hai cái màu mới nè người đẹp. Trời ơi, quá đẹp luôn á. Có cái lô đầu em còn được mấy bộ nè. Rồi cái con ống rộng, mấy chị ơi, con ống rộng của bạn đó bà. Rồi bộ này còn bộ nè, xả nãy giờ đi, xả phong long đi nãy giờ, sao tự nhiên nó khẩn lại vậy ta, tự nhiên đang tính ra là đang like rất là vui vẻ luôn, tự nhiên cái bị khẩn luôn á mọi người ơi. Xanh đang mặc là chị Hoa Hướng Dương, Nguyễn Ngọc Hương lấy xanh. Rồi ok, Thi Thảo xanh đen rồi, hết luôn. Hết nha mấy bà. Rồi Hoa Hướng Dương lại số thoại mới em đi. Rồi giờ em bán em xả phong long nhẹ nhẹ có để cho em cảm thấy là em tăng tiết tảo quá, sao tự nhiên em đang la mà chỉ bị chì tiết tảo vậy ta. Rồi con này lên cho em đó mấy chị ơi, ống rộng nha mấy chị. Ống rộng của bẻ nè, xả chị em mình luôn nè, bộ ống rộng của bẻ 79 ngàn đi. 79 ngàn nha. Rồi thử coi là nó có lực lên được tương tác hay không đây, hay là nó vẫn tiếp tục chì tiết tảo nè mấy má. Rồi nguyên cây vải xốp luôn nha mấy chị nha. Rồi quần loe cho em nè, quần loe có túi nha mấy chị nha. Rồi bộ này bán tặng luôn 89 ngàn thôi. 89 ngàn nè. Mi trần ok nè. Mi trần ok nè. Rồi này gì đây? Rồi bán luôn, bán tặng con này cho chị em mình luôn nè. Để lên được lên lại tiết tấu, sự bị chì tiết tấu vậy bà. Nhưng hàng đang đẹp luôn á, đang like rất là sung luôn, sự bị chì vậy. Âm chì vậy trời. Rồi con này lên cho em nè bà ơi, mã GC nha. Mã GC sale luôn 109 thôi. GC 3 lỗ nè, hàng không có bán nè. Bán tặng luôn 109, chưa bao giờ sale luôn mọi người. Chưa bao giờ em sale luôn á. Trời đất ơi. Rồi con đầm body nè, có bà nào mà gu đầm không vô lấy con này giùm em đi, con đầm này mặc sang cực kỳ luôn. Em đầm này mặc là hỏi cái bụng này nhưng mà không có bị mỏng nữa nha mấy chị. Yên tâm nha, em này mặc lên là cái form bao xinh luôn. Rồi đầm nhũng hở bụng nè, lên cho em luôn nè, 99 ngàn thôi, cực 99 ngàn nha mấy chị ơi. Phương Hiểu lấy GC nè. Rồi ok, Nhung Võ lấy GC nè, hết nè. Tự nhiên đang like rồi, xung quá trời xung luôn đi, bị chì, âm chì vậy. Âm chì địa ngục vậy, sao vậy? Rồi hai dây quần xòe nè. Hai dây sóng ngực chứ lộn. Hai dây sẵn ngực lên cho chị em mình luôn nè, hai dây sẵn nè, lên cho em luôn 89 ngàn thôi. Hai dây sẵn 89 ngàn giùm em có đơn đi. Hai dây sẵn lên, hai dây sẵn giùm em liền nè. Chấm bài chia sẻ livestream rồi mà em lên dữ dội nè mấy chị ơi. Đừng để cái vụ này chìm cho mấy chị nha. Trời ơi, chia sẻ rồi mạnh tay lên cho em mấy bà ơi. Hai dây cho chị Ngọc Trúc, hai dây chị Ngọc Trúc có đơn nè. Rồi nguyên set sơ mi quần dài luôn, lên luôn cho em mấy chị ơi, 99 ngàn nha mấy chị nha. Bộ sơ mi quần dài nè, quần là quần baggy nha mấy chị, dáng ôm chứ mà dáng rộng đâu. Con này mặc sang lắm, mặc đi làm, đi chơi, đi bơi này kia là thoải mái nha chị nha. Rồi, tiếp tục luôn, lên cho em con baby doll nha mấy chị. Trời ơi, cái em baby doll này quá trời rồi. Em baby doll này rất là xinh luôn, cu te hộc me hộc é là phải gọi nó bằng cụ mấy à chị nha. Đó,
bà nội của bà cung te luôn á, sang dễ lắm luôn. Rồi lên cho em liền mã cung te 99 ngàn, cung te 99 có đơn. Bộ đã mặc hết rồi chị ơi, bộ đã mặc sao mắc gì phải đứng năn nỉ không hiểu luôn á. Đầm body lên bán tặng luôn 75 ngàn body nè. Babydoll cho chị Hoa cũng chưa có đơn nè, Babydoll cho Hoa cũng chưa ok la luôn nè. Rồi sơ bay quần dài chị Khánh Ly Nguyễn nè, sơ bay quần dài chị Khánh Ly Nguyễn nè. Rồi đầm xuân nè, đầm xuân lên cho em luôn 75 ngàn luôn. Body đỏ cho chị Phạm Phượng có đơn. Hai dây đang mặc em trang hết rồi mấy chị ơi, hai dây đang mặc em trang hết rồi. Qua chị em mình tiếp con này đi. Hình như tôi đang like quá thì xong luôn các bạn ơi. Mấy bạn là chú chị chứ không có bạn. Chú chị dễ, chú chị dễ. Qua chị em con này đi, siêu phẩm về nè, siêu phẩm về nè. Em mặc này, em này là cô tên phải biết nha. Rồi đầm xuông cho dâu tay có đơn nè. Dâu tay đầm xuông ok, dâu tay ơi. Rồi, lên cho em con này đi mấy chị ơi. Quá trời chấn động rồi, em này là quá trời chấn động rồi. Còn bộ áo ba lỗ đen không chị dạ hết 75, ừ đúng rồi. Siêu cân luôn, trời ơi. Ôi má ơi, gì mà đẹp dữ vậy trời. Cái gì mà đẹp dữ dằn dọn vậy mấy bà. Trời ơi là trời. Xuất sắc luôn, 119 ngàn một bộ giùm em. Trời má ơi, cái gì mà dữ dằn vậy mấy bà ơi. Sơ mi tầng nghe. Ủa cái gì mà sang dữ vậy trời. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi. Trời ơi trời. Đẹp dữ à, đẹp dữ à. Bộ hồng 119 cho chị Mỹ Chi có đơn nè. Trời đúng không, cái gì mà đẹp dữ vậy trời. Má ơi, 119 ngàn bộ trời ơi. Nhìn nhầm em mấy chị. Phải đuổi không có nhăn nha chị em. Trời ơi, con có nhà màu đen nè quý vị. Trời ơi, cầm bộ đồ nó nặng tay mấy chị ơi. Cầm bộ đồ 100 kg mọi người. Bộ đồ 100 kg có thiệt đó nha mấy bà. Rồi con này lên cho em luôn màu bơ mấy chị ơi. Trời ơi nhức cái răng luôn. Rồi màu bơ nè, màu đen nè, màu hồng nè, màu nâu nè. Chết luôn rồi, 119 ngàn quá sang rồi. Quá trời sang rồi mấy chị ơi. Cũ của em, cũ của em, cũ của em quá đẹp rồi. Ủ kem nhà em còn nha mấy bà ơi. Ủ kem nhà em còn nha, mới gì à nha mấy bà. Mới gì à nha. Trời đất ơi coi nè. Trời ơi 60 kg vô tư thoải mái mấy chị ơi. 60 kg vô tư thoải mái giùm em trang cho mấy chị đẹp mình nha. Trời cái form này đẹp dữ trời. Trời ơi 119 ngàn cái gì vậy trời. Em có nghe lộn không? Em có nghe lộn không? Trời ơi cái gì vậy trời, em có nghe lộn không mấy chị? Trời ơi có một sự cu te không hề nhẹ ở đây mọi người ơi. Cái gì vậy? Trời ơi cái gì mà dễ thương dữ vậy nè. Trời đất ơi. Xuất sắc luôn. Bơ hồng nâu đen mấy bà ơi, bơ hồng nâu đen nha. Thích màu nào lên màu đỏ liền giùm em trang đi mấy chị ơi. Quá trời quá đất rồi, bộ tầng kèm màu giùm em có đơn nha chị em. Tầng kèm màu giùm em có đơn liền, tầm xương em hết nè. Bộ hồng cho chị Mỹ Chi có rồi đúng không? Chị Minh Nguyệt màu đen có đơn nè. Baby Phương lấy màu nâu nè. Trời ơi cái gì đẹp dữ vậy trời. Baby Phương màu nâu nè. Trời ơi cầm bộ đồ lên mà hết hồn. Cầm bộ đồ lên mà hết hồn nha bà ơi. Tầm đen cho chị Nguyễn Trang có đơn nè. Màu hồng cho chị Ngô Thị Hoàng Triệu nè. Nguyễn Gia Vi lấy màu hồng có đơn nè. Giả mang con ngang người tình ơi. Giả mang con ngang. Xuất sắc luôn. Rồi ok nè. Bà Hà Hướng Dương đổi là sao trời, là cái gì vậy má. Màu bơ nè. Nguyễn Oanh lấy màu nâu có đơn nè. Minh Nguyệt lấy màu đen nè. 60 kg mặc dừa nha mấy chị ơi, 60 kg mặc dừa nha mấy chị. Ngọc Chưa lấy xanh chị mặc nè. Khách cũ nhắn tin không trả lời rồi. Ngọc Chưa này mua hàng cọc tiền đi cưng ơi. Baby Phương lấy nâu có chưa ta, có rồi đúng không. Cải Bắc màu hồng nè. Hồng Tần ở chị My La Lê nè. Hồng Tần chị My La Lê có đơn nè. Tần đen ở chị Ngân Thi có đơn nè. Tần hồng ở chị Nguyệt Trần nè. Hồng đen bơ nâu mấy bà ơi. Hồng đen bơ nâu lên cho em liền mấy bà. Quá trời xinh rồi. Tầng bơ cho chị Thiên Hương có đơn nè. Bơ chị Thiên Hương nè. Hồng cho Cải Bắp có rồi nè. Khí đà màu hồng có đơn nè. Trời ơi dễ thương dữ chèn. Chèn đét ơi. Dễ thương dữ chèn đét ơi. Tầng bơ chị Thiên Hương có đơn luôn. Sơ mi bộ tầng màu bơ nha chị. Rồi đúng rồi, Hoa Hướng Dương có một màu bơ. Gái ơi khí đà có rồi. Đang mặc là 119 mấy chị ơi. Quá trời xinh rồi mấy chị. Trời ơi cung te dữ trời. Ôi mặt dễ thương quá đó bà ơi, lên bảng màu lại cho mấy chị nè mấy chị. Đây mặt em có màu hồng với bà chị nha, con này màu nâu rồi mọi người. Màu nâu xinh ha, màu nâu quá trời quá đất luôn dễ trời. Là
lấy cho em chế bộ áo trắng quần đen ở phía sau. Anh quách áo trắng quần đen. Chế nào chứ ơi? Là bộ caro đấy hả chế? Áo trắng quần đen là nào? Này là sơ mi đen. Áo trắng quần đen là nào? Ở này chốt em là bộ viền nè đấy. Cho bây giờ cái bộ nâu không ăn kêu lên anh. Nâu nè, bơ nè chế. Cam bơ là 109 nè đẹp ơi. Rồi đang mặc nhà em có 109 nè mấy chị ơi. Ai chưa có lên đơn có lộ 119 nha mấy chị. Ai chưa có lên đơn cho em liền luôn. Trời ơi quá trời đẹp rồi. Trời ơi có màu đen nè. Xinh dã man luôn quá trời. 119 nha mấy chị ơi, 119 nha chế. Tầng hồng với chị Quý Ngân. Tầng hồng chị Quý Ngân luôn. Cho em xem bộ đen đi chị. Nè đen nè cưng ơi, đen nè. Còn này bơ nữa bà. Hồng còn con bộ à. Hồng còn con em là hết rồi. Ai lấy hồng lên hồng giùm em luôn. Rồi giùm em qua màu mỡ nữa bà. Trời ơi có màu bơ nè. Tới công chuyện thiệt sự luôn bà ơi. Tới công chuyện luôn quá trời. Màu xinh quá mấy chị ơi. Bộ đồ. Bộ đen này là bộ sơ mi. Set sơ mi mã sang rồi đẹp ơi. Này là sang chấn tâm lý luôn bà ơi. Form vải đẹp giả man luôn. Quần là quần ống gặn nha bà. Quần là quần ống gặn nha. Rất là xinh luôn. Màu bơ cho chị Hằng. Hằng Thúy có đơn nè. Cho này chụp em qua nâu chứ bà chế. Cho nâu đẹp lắm luôn quá trời. Có 109 ngàn. Có lộn 119 ngàn mấy chị ơi. Phi size 40 cho tới 60 cân mang dừa giùm em cho bà chế nha. Đẹp ha. 60 cân vô tư luôn. Biết sao dám nói vậy không mấy bà. Nhìn cái quần nè. Không. Nó bự cho bả. Bự cho bảy nha mấy chị ơi nha. Ai lấy nữa lên đơn cho em liền luôn. Áo gì chưa lên bé ơi. Áo gì chưa lên. Hồng còn bổ chị ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên cho bà chế con màu nâu nha. Con này màu nâu đẹp quá nè. Con này màu nâu mặt sang quá nè mấy bà. Trời ơi cái màu nâu kì chắc xỉu quá. Trời ơi bộ áo cam quần. Bộ áo trắng quần cam đó mà có áo không hết áo trắng quần đen rồi chị. Hết áo trắng quần đen rồi chứ yêu ơi. Hết áo trắng quần đen rồi. Rồi bây giờ em sẽ lên cho bà chế con này coi cho mẹ màu nâu nha. Nâu hay bơ gì cũng đẹp. Màu đen thì nó dễ mang dễ bận với bà chế nha. 119 lên đơn cho em liền luôn. 119. Ủa cái đầm sọc xuông này có người lấy đằng sau nó còn nằm đây. Một người lấy body, một người cái đầm sọc xuông. Em lên cho bà chế con này màu màu gì màu nâu nha. Nâu bơ ca ở lộn nâu bơ đen quá rồi. Trời ơi xuất sắc mấy chị mình ơi xuất sắc luôn. Tân hồng còn một bộ cho chị Hương Hương Thanh Tú nè. Ok màu nâu chị Thi Thảo có đơn nè. Áo kiệu đợi em xíu nha. Chị lấy bộ đen phía sau coi lại được không. Trời sao coi hoài luôn á. Coi chưa xong rồi chế đây nè chế ơi. Bà coi chưa xong nè bà coi đã chứ bà. Trời ơi xong chưa chế ơi. Chốt nè chế. Để hết nè. Để hết nè người đẹp. Ừ ơi là chèn á. Ôi ôi công nhận cái bộ này nó xinh ghê to ơi. Đây bà ơi bộ vải xốp nè người đẹp ơi. Vải xốp em còn nâu nè chị. Em còn bơ nè. Với lại em còn cam nè. Con này nhà em có 109 nha chị đẹp mình ơi. Ai lấy cái này lên giùm em liền mã viền hay là mã nút. Mã nút như bà chế nha. Cổ tim thì cũng được mọi người ơi. Trời ơi công nhận cái bộ này mặc cưng quá à. Ôi ơi tao nói công nhận bộ này mặc xinh giả man luôn cho mấy bà chế ơi nè. Cái form lên để bà. Trời ơi đang mặc là phải đuổi chứ ơi. Đang mặc là đuổi mềm nha người đẹp nha. Không có bị nha, không có bị nhăn mấy chị ơi. Nè cái form đuổi nè. Trời ơi cái tay đẹp quá trời luôn. May 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng nữa là những cái form tầng nhà em đi. Trời ơi nó xuất sắc luôn á trời. Bộ đen là chị Ngọc Hà đằng sau lưng nè. Ngọc Hà viền có đơn nè. Rồi 109 nha. Đang mặc là 119 giùm em. Minh Nguyệt lấy nâu nè. Ok chị Minh Nguyệt có đơn luôn. Đang mặc là 119 ngàn mấy chế. Để em lên bảng màu lại đó bà ơi. Trên xì ca này bơm hàng rồi muốn có hàng cọc tiền em ơi. Cụ giao lại coi nhận hàng hết chưa nè. 4 tháng 4 trên xì ca này kiểm tra coi nè. Rồi ok nè. Lên bảng màu lại ơi. Còn có 3 màu đó ơi. Còn có 3 màu thôi nè mấy chị. Đấy. Giao lại có không nhận nữa hả. Giao lại có không nhận rồi mua hàng cọc tiền đi chị ơi. Lấy 1 trả 3. 24 tháng 2. Rồi 15 tháng 3 mua 2 sản phẩm xả đơn. Phương Võ mua hàng cọc tiền đi chị gái ơi. Phương Phạm nó xếp tầng nâu. Trời ơi đứa nào vậy trời. Đứa nào vô đây vậy trời. Đứa nào mà xuất sắc vô vậy trời. Không có nói bơm nha chị ơi. Không có nói bơm nha chị. Không. Không. Bán hàng mua 8 đơn mà. Rồi đơn xả, đơn nhận, đơn tùm lum tùm la là không có chịu nha chị nha. Đơn nào cũng có vấn đề là không có chịu nha chứ. Rồi đang mặc hiện tại là nhà em còn được 3 màu quá chị ơi. Ai chưa có lên đơn giùm em luôn.
mới xả đơn ngày 15 tháng 3 nữa rồi nè. Ủa giờ có bán lại cho anh kiểm tra coi. Rồi bà lấy tầng lên tầng giùm em nha. Tầng em còn mấy bộ lên hết rồi chị ơi. Nút tầng xanh bơ cho chị Ngọc, cho chị Su Su có đơn nè. Nút tầng xanh bơ nè. Rồi con này em còn được 3 màu á chị. Ai chưa có màu nào lên cho em liền màu đỏ kèm sổ em nha bà. Chế nhau phải quá đẹp á chị ơi. Có nâu nè, có bơ nè, có đen, có 3 màu giùm em luôn nha mấy bà. Nâu bơ đen gì đâu nãy nữa lên đơn giùm em liền. Kèm sổ em có đơn bà ơi. Quần có túi luôn nha mấy chị. Sang quá ha. Trời ơi có cái bộ đồ kìa. Tôi nói bà luôn là quá trần rồi. Quá trần quá đất rồi. Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông rồi ha mấy bà. Đây bông em mới về nè. Trên Sài Ca này mua hàng rồi. Mua hàng là bơm rồi chị ơi. Phương vỏ nhận rồi đúng không? Rồi phương vỏ nè. Bà mua hàng cho kỹ nha bà gái ơi. Để xả tới xả lưu nha bà. Rồi ok cảm ơn chị Khánh. Cảm ơn chị Khánh Quỳnh nha. Cảm ơn chị. Rồi áo tay phòng nè lên cho em liền luôn. Cái áo bông này rẻ lắm mấy chị ơi. Cái áo bông này lên cho chị em mình luôn 79.000 mấy chị. Bao hàng cho mặt cái bài chế nha. Ai đã nhận áo bông nhà em rồi cho em feedback liền đi mọi người. Trời ơi, áo bông nhà em là quá đỉnh cao mấy chị ơi. Đây nè mấy chị. Áo bông nè, tay phòng nha bà chế nha. Áo bông tay phòng lên cho em liền luôn nha. 79.000 giùm em một con áo bông luôn mấy chị ơi. Phơm nè, chất nè, 40-60 cân mấy chị ơi. Mua về mặc thoải mái vô tư mà em liền. Áo bông có màu một duy nhất luôn. Rồi ha, mình mua về mình mặc giùm em cái quần re luôn nha mấy chị. Mua về là mặc chung giùm em che cái quần re luôn. Quần re nhà em còn 2 size XM mấy chị ơi. Quần re này hôm nay sale cho bà chị ấy luôn là 95.000 cái quần re. Quần re 95.000, em còn có 2 size XM cho mấy chị em xả mấy chị luôn 95.000. Bộ đang mặc em còn được 3 màu nha mấy chị ơi. Áo bông của chị Hoa Hướng Dương có đơn nè, bà lấy bông lên bông cho em liền. Đó, ok chị Phương vỏ em gõ rồi là cái kéo nó mất tiêu nữa rồi trời. Anh gắn cho em cái cây chưa? Rồi đang mặc hiện tại là nhà em còn được 3 màu nha mấy chị ơi. Ai chưa có lên đơn giùm em luôn nè. Kéo ra mất đâu mất tiêu luôn, mới cầm cái kéo nó xong luôn á trời. Rồi đang mặc em có được 3 màu nha chị ơi. Em có được màu nâu, em có được màu xanh, em có màu đen nè. Em có được 3 màu nè, chị nào lấy màu nào lên cho em liền màu đỏ luôn nha. Rồi con này là áo hoa mấy chị ơi. Chạy xuống sau lấy đây, chó lẹ còn lẹ hơn, đứng đây tìm á. Rồi có này lên cho em áo hoa liền. Áo hoa là 79.000 các bạn chế cho áo hoa bên người trời ơi. Có áo hoa này về mặc chúng quần len luôn là hết bài. Còn mấy bạn chế về mặc chúng chân vẫy cho em luôn, bao xinh luôn nha. Bà đợi em áo hoa là em còn bữa nay về được con này cho chị em mình nè. Áo hoa bên đây nó có màu á chị ơi. Áo hoa bên đây có màu hoa lớn, mấy chị hoa lớn dễ thương lắm. Rồi lên cho em luôn 79.000 con áo hoa các bạn chế nha. Rồi ok chị Phương bỏ có đơn nè. Ngọc Lan Lan. Ngọc Lan, Ngọc Lan này bơm hàng mấy chị gái. Muốn hoàn cọc tiền em luôn. Ê, mấy bạn thấy con này nãy giờ thấy ghê không? Bà chuyện tâm linh không đùa được không không? Trời thấy ghê thì chung quá trời, nãy giờ toàn là hả? Bơm hàng rồi nguy hiểm đi đâu. Không mà vô đặt hàng tôi không vậy trời. Chứ vậy mấy bà? Đứa nào đem vô trong hả? Trời ơi, tao làm đem vô trong tao, tao quế, tao chửi đó nha. Rồi em lên là áo hoa cho mấy chị nè mấy chị ơi. Áo hoa siêu cân mấy bà ơi, áo hoa là phải mua liền luôn á trời. Quần le 57, mét 57 và mặc được á chị. Có đám quần, có đám cỡ mét rưỡi đổ lên cho tới mét 6, 65 vẫn mặc ok và đẹp ơi. Rồi áo hoa lên lại giùm em luôn nha mấy chị nha. Áo hoa 79.000. Đó, vô hỏi áo kiểu tôi là mẹ ơi. Hỏi mẹ, hỏi cha tôi nè mấy bà. Lên liền, áo hoa giùm em liền. Áo hoa 79.000 có đơn với bà chế nha. 79.000 giùm em thôi. Rồi bộ đang mặc hiện tại em lên màu lại cho mấy chị em mình lần nữa là em qua mẫu nè. Em còn có mấy bộ thiệt luôn á trời, tự nhiên cái bộ tầng này lên mấy bà chứ không lấy trời quang mang hồ bình hương ta. Rồi 40-58 cứ trở lại mặt đẹp giùm em nha. Đây mấy chị. Ai thích phần nào chốt em luôn nè. Rồi eo 68-50kg mặc M đi chị ơi. Mặc M được nè, mặc M mặc S cũng được nữa. Eo 68 mặc S cũng được nữa. Con này mặc hơi bị ok luôn nè. Đó. Đó em còn nghĩa là chế nha. Ai lấy quần le thì lên quần le lẹ để hết. Rồi đang mặc em còn có 2 màu rồi nha mấy chị. Em còn có 3 màu rồi, nâu đang mặc còn có bộ lại hết luôn. Rồi bộ đang mặc của tôi siêu đỉnh luôn mấy bà. Bộ đang mặc của em là siêu đỉnh luôn, không mua là tí rồi. Không lẽ mặc thêm cho bà chế còn cái màu bơ chứ đẹp quá chứ đẹp luôn á trời. Chị Beo, chị Bảo lên một màu bơ có đơn nè. Trời ơi tức quá trời luôn á rồi nè, có cái màu đen nè. Trời ơi nó sang xỉu quá chị ơi, có 119.000 bộ rồi, không mua muối gì trời. Nè màu đen của nó đâu mấy bà. Trời ơi cái form cái vải nè ghiền luôn á.
cái phone cái phải ghiền luôn á trời. Bác là chém mình nhận rồi không cho số điện thoại nữa. Ủa bộ này bị sao quá tao ơi, khách mua xong cho đã không cho số điện thoại tao ơi. Làm như chốt cho vui sao bà. Trâm Nguyễn có đơn này màu đen nè. Trời ơi bị cái gì vậy trời, ai giữa tôi vậy. Màu đen cho Trâm Nguyễn có đơn nè, bảo lên điện thoại rồi nè. Ok, chải cây Út Hiệp, Út Kiều đấy bộ đang mặc có đơn nè. Rồi để mặc cái bộ này màu đen lên cho bà chết coi cái nữa là trời tức quá. Thiệt bộ mặc đẹp lắm mọi người, có 119.000 à. Không mua tiếng thiệt sự luôn trời, vải đẹp quá mấy chị ơi. Cho bá hoa rồi chị Phương ơi. Đang mặc toàn bộ chứ ơi, đang mặc toàn bộ nha. Màu nâu toàn bộ rồi mấy chị. Ai lấy nâu lên nâu cho em liền đi mọi người. Ai lấy nâu lên nâu liền giùm em đi. Đợi em xíu qua cho bà chế coi bộ đùi nha. Có chị nào mua bộ ống rộng không? Đợi em tí luôn. Ống rộng này vàng mã cho bà chế siêu cân. Để qua cho bà chế cái đầm bông nữa nè. Trời ơi đầm bông siêu phẩm luôn á mấy chị. Đầm bông nhẹ là siêu phẩm luôn á mấy chị. Đây màu đen nè. Trời ơi cái này bà chế nào mà đang có bầu bì cũng bông che là bông che mặc được giùm em luôn nha. Xinh chưa. Rồi em còn đen em còn bơ nha. Nâu còn bộ chơi. Nâu còn hai bộ hả? Nâu chị nào mới chốt mà Hương Phạm cái gì. Sao mấy má này thiệt luôn á trời. Ăn ở không dữ ta. Trời ơi quần leo có coi diện chị ơi. Tầng đen su su nè. Rồi mấy bà này mua hàng cho số điện thoại mấy mốt vô đặt hàng là tôi sạch. Tôi không có chốt đâu nghe. Bà khỏi coi đi bà Hương Phạm. Kêu bà lên số điện thoại bà không lên bà ngồi đó bà coi mẫu hoài. Tôi nhìn tôi mẫu nghe người ta. Tôi đang like rất là vui vẻ luôn á. Rồi qua mẫu chị ơi. Rồi ok. Đùi hả? Đùi gì? Đây nè, em đang về sắp bộ đùi này luôn đó mấy chị nha. Cái đùi này xương xương nha. Hối bà đừng dụ nữa bà ơi. Tạm cho tôi lên cái gì áo đi. Cái áo đi, tôi lên áo không có nào mua đâu. Dụ tôi hoài, tôi lên mất thời gian quá. Chờ thời gian tôi lên mẫu hot đi bà chế ơi. Chờ thời gian cho em lên mẫu hot đây. Rồi nay giờ cho bà chế bộ này nè cưng nha. Hồi nãy bán bộ kia là cưng lắm rồi nha. Chân váy sọc tầng. Bộ chân váy sọc tầng. Chân váy sọc mà tầng là mã nào ta? Chân váy sọc mà tầng là cái nào ta? Ê bộ đùi này cute nè mấy chị. Bộ đùi này cute mấy chị nha. Áo nè mấy chị nè. Nó có thiết kế quạt xuống đó bà chị ơi. Rồi quần lên cho em đó mấy chị nè. Đó bộ đùi sọc mấy chị ơi. Lên cho em luôn 79.000 bộ mấy chị ơi. Đùi sọc này em có hai màu nha. Rồi ok nè, Út nhỏ nè, anh treo bộ tầng này lên cho khách luôn anh. Rồi đợi xíu là tôi kẹt cái bộ tầng lên cho bà coi rồi. Tầng em còn được 3 màu mấy bà ơi, tầng dễ thương lắm. Nâu để mặc lên cho bà chế rồi, bơ màu rồi. Bơ mặt rất là trắng da luôn. Mẫu mới luôn cho bà chế, bơ mặt cho em siêu trắng da luôn. Rồi lên cho em bộ đùi sạc với chị ơi. Ruby quần này bơm hàng này chị ơi, muốn mua hàng cọc tiền giùm em nha. Rồi con này lên cho em liền để bà chế nè. Bộ sọc cho mấy chị ơi, bộ sọc 79.000 bộ mấy chị ơi. Ruby quần này bơm hàng, mua hàng cọc tiền đi chị ơi. Phạm Vi lấy đùi sọc có đơn 79.000 nè. Rồi em thấy người ta bán bộ này hả 7-8-9 chục không. Ừ ơi em bán 79.000 cho bà chế luôn. Trời cái vải bao đẹp luôn. Nè con này em có màu nâu nữa nha mấy chị. Màu nâu được cái đi chung quần nâu chị em mình. Màu nâu được cái đi chung quần nâu với bà chế nha. Có nâu và có đen mấy chị ơi. Có hai màu nâu đen nè. Ai lấy lên đơn cho em nè. Ruby Quỳnh lấy hàng rồi kiểm tra nè. Đùi sọc với sung sung nè. Đùi sọc với chị Ruby Quỳnh có đơn nè. Đùi em có được hai màu nha mấy chị nha. Trên Sky đâu có nhận hàng đúng không? Nói chuyện với mấy đứa này nó tốn nước miếng quá. Thật luôn á. Nó hoài mà nó nghe sao thôi. Bơm hàng rồi mới chốt đơn được đâu cưng ơi. Muốn mua hàng là phải cọc tiền bé ơi. Không có cọc nó chút được đơn đâu bé. Rồi qua cho em con này đúng nha mấy chị ơi. Nè mấy chị bộ đó chị. Bộ sơ mi rồi nè em có mặt nè. Em còn được màu đen mới chơi. Em còn được bộ màu đen nè mấy bà chị nè. Sơ mi 115 nè, nếu có gì nào chưa có không? Sơ mi 115 em còn được bộ áo trắng quần đen luôn. Ai lấy sơ mi 115 lên cho em liền. Sơ mi 115 có đơn. Vải xốp nha mấy chị nha, vải xốp mặt là thôi. Ôi giời ơi, đúng bà ơi. Mặc cái form đây là quá xinh luôn. Rồi ok, bộ đùi sọc đen là chị Thùy Oanh có đơn nè. Thùy Oanh lấy đùi sọc đen có nè. Đùi sọc nhà em có hai màu nha mấy chị nha. Sọc đen là sọc nâu giùm em luôn.
Rồi ok, chị Nguyễn Samie Xiaomi 115 có đơn nè. Nguyễn Samie nè, ok nè. Cái gì đây? Đây là form baby doll mấy chị. Đây là form baby doll dùm em luôn mọi người ơi. Đây là mấy chị đẹp anh ơi. Baby doll nha ba chị nha, 99 ngàn em còn bộ mấy chị. Trời ơi cái vải nè. Quá trời rồi. Rồi ai lấy 99 nâu, có lượng ai lấy 99 bơ lên lại 99 bơ dùm em luôn nè. Baby doll nha ba chị nha. Chân váy tần áo sọc. Chân váy sọc tần caro áo ẩn à. Rồi biết rồi chị ơi, còn chứ. Còn chứ ơi, như cái đó em còn là màu đỏ. Màu đỏ với là màu nâu hay gì vậy chứ. Cái đó em còn đỏ với nâu nha tình yêu ơi. Cam này còn bộ nè. Rồi ok luôn, 99 bơ cho chị Bảo Lê có đơn. 99 bơ chị Bảo Lê nè. Rồi con này em còn đen chứ ơi, su su đổi đen giùm em đi su su. Baby doll màu đen dễ thương lắm su su ơi, 99 ngàn nha su su nha. 99 ngàn bộ giùm em luôn. Rồi ơi mai con bùi các bạn ơi. Phải không? À không, bộ này bộ ủ kem. Bộ ủ kem là bộ vải xốp nha mấy chị nha. Rồi xem mấy chị luôn, bộ ủ kem 95 ngàn quần có túi giùm em luôn. Ủ kem 95 ngàn quần có túi nha mấy chị nha. Vải bao đẹp luôn. Rồi ai lấy lên đơn luôn, su su ok, lấy màu đen cho su su luôn nè. Cái con này giùm em làm mã thiết kế vải xốp nhưng mà lên là cổ vét mấy bà. Cổ lên cái form là cổ vét nha. Thôi bị đẩn cao giùm em luôn đây. Bộ đùi quần xòe áo sọc còn không chị? Quần xòe áo sọc có cưng. Hình như chị hết rồi sợ em biết nữa. Nhớ còn hay hết nữa nè. Rồi qua cho em con này các bà chị ơi. Bộ quần ôm cho mấy chị nha, lên cổ vét luôn. Rồi caro là gì vậy ta? Caro chị Lê Phin, caro là bộ này hả? Chị Lê Phin lấy caro là bộ này hả? Rồi ok, bộ nút nơ bơ. Đây bộ nút này hả? Phải bộ này không bà? Phải bộ này không? Uyên Lê lấy nút là nút phần sau lưng nhà em phải không? Bộ này là 179 nha các đẹp ơi. Bảo này là lên cho em liền là mã vét nha bà ơi. Quần ôm nè. Ai lấy quần ôm chút quần ôm bơ giùm em luôn. Quần ôm bơ giá 109 giùm em nha mọi người nha. Đang mặt nhà em có được 3 màu đó chị ơi. Đang mặt nhà em có được 3 màu để em lên 7 màu cho chị. Bộ đang mặc cái nữa rồi em qua mẫu nè. Rồi Uyên Lê vậy chút lại Uyên Lê ơi. Khoan chị Uyên Lê khoan nha. Đang mặt em có màu đen, em mặc em có màu nâu và đang mặt em có màu bơ với bà chị ấy nha. Bộ đang mặc có 109 nha mấy bà ơi, siêu cân luôn chứ bà. Bộ đang mặc siêu cân luôn, ủ kem nu. 95 ngàn bà ơi, còn con bộ bà xã cho mấy chị 95 luôn kìa, lên đơn liền giùm em luôn. Có đó ủ kem, nó ủ kem cổ tròn, em có là ủ kem cổ lọ luôn. Rồi đang mặc hiện tại là nhà em có 3 màu, cái con đang xả rẻ dữ lắm mấy bà. Chốt đi, rồi em có màu bơ nè, em có màu nâu nè mấy chị, với lại màu đen đang mặc nha. Bộ nó mặc dễ thương lắm mấy bà ơi. Nè, cái con này mấy chị em mình có thể mở nút ra mặc được giùm em luôn. Trời ơi, em này mặc bao xinh luôn, trời em không tin bộ này mà giá có 119 ngàn luôn á trời. May tầng tầng rồi này kia cái nọ, cái form lên xinh giả mang. Trời ơi, dĩ nhiên là quần nhà em phải có túi rồi chứ ơi. Dĩ nhiên là quần nhà em là phải có túi rồi mấy bà. Trời ơi, mặc như vậy mà còn xinh thì mặc cái gì mới xinh mấy chị. Cái form lên nè, quá đỉnh luôn nè, quần này mấy chị đẹp mình nè. Thấy không, coi dạng luôn, 60 cân mang vừa giùm em luôn. Em còn vài bộ là em hết nha mấy chị ơi. Ai chưa có lên cho em liền luôn. Bây giờ em sẽ lên cho bà chế một cái con đầm tới công chuyện luôn. Đây, đầm ngay em hết rồi này luôn. Đầm hoa. Ơi, ủ kem cổ lọ lấy một bộ. Ủ kem cổ lọ một bộ, chị lấy màu gì? Em có nhiều màu lắm, chị đợi em tiếp cho chị coi bạn màu lại nha. Cho em coi bộ đùi kế bên caro. Này bộ bông. Bộ bông cánh tiên. Bông cánh tiên này còn có 1 2 bộ gì à mấy chị ơi, sale luôn chú chị 99 ngàn này dễ thương lắm. Bông cánh tiên 99 giùm em nha. Cổ lọ để em xíu luôn chị gái mình ơi. Qua cho bà chị con này nè. Trời ơi, hồi đang dây luôn, đang dây trung tâm vô. Từ để em đang dây cái này nhé bà, siêu phẩm về. Tập trung chuyên môn lên mã hot liền. Chân thành vô anh. Rồi để cho nó đang dây cái đã mấy ơi. Để cho nó đang dây cái đã. Con này phải đang dây vô mặt mới được mà. Đẹp giả man luôn bà ơi. Mua liền giùm em liền nha bà ơi. Rồi bộ ống rộng nè. Bộ ống rộng nút bọc nè. Cái con này em. Cái gì vậy má ơi, hết hồn à. Trời ơi má ơi, cái gì vậy trời. Cái gì mà tới với tôi liền liền vậy mấy mày nha. Sao vậy bé, sao vậy lầu vậy bé. Có chuyện gì mà từ từ mình nói nè. Không gì đâu phải buồn hết trơn á. Sao vậy lâu vậy trời. Ai mua giùm em coi.
trời đất ơi, nó nặng nề quá nè mấy bà ơi, nó nhảy lầu nè mấy bà. Mua giùm em coi, bộ sơ mi 109.000 bộ hả mấy chị ơi. Sơ mi đen nè, đi viền luôn, sơ mi màu cam nè, với lại sơ mi màu nâu. Ai lấy sơ mi lên sơ mi cho em liền luôn mấy bà, sơ mi quá mê. Sơ mi quá mê nha. Trời ơi, rồi bộ cánh tiên còn có một bộ mấy bà ơi, lên cho em luôn đi 99.000. Bộ 99 giùm em có đơn nè. Bông cánh tiên nữa nha, trang cho Ngô Thị Hoàng Trì có đơn luôn. Trời, có 99.000 bộ lên liền mấy bà ơi. Nha, bộ ống rộng màu da sau lưng của chị Uyên Lê có đơn nè. Ống rộng màu da chị Uyên Lê nè. Cái con ống rộng nó đẹp lắm mấy chị ơi, mà được cái form của nó là lên trở lại. Mà chế mình là quần ống rộng nó mặc rất là sen luôn. Ống rộng còn có hai màu, còn cam với lại đen là em hết nha mấy chị. Ai chưa có lên cho em liền bộ cánh tiên 99 nè mấy chị ơi. Cánh tiên quá xinh. Còn đang mặc hiện tại là gì em còn được 3 màu nè. Ai chưa có lên giùm em luôn nha, còn được 3 màu cuối cùng luôn. Rồi cái bộ này giùm em là bộ viền nè. Bộ viền này là bộ viền vải nút nha. Vải xốp nha mấy chị nha. Hồi hôm qua đăng hình lên tôi nói thiệt với bà luôn. Khách vô toàn là hỏi bộ này không. Được chưa? Em có viền nâu, viền bơ, lại viền cam, còn 3 màu viền nha người đẹp mình ơi. Viền nha em còn 3 màu, trời ơi, ai hút nha mấy cái bộ sơ mi thì có trời. Thiệt luôn trời, còn bộ nó nằm nó nặng gánh quá rồi, nó sụp nụng nè. Rồi còn con này là sơ mi không viền, em này là sơ mi căn bản, em này mặc rất là sang luôn. Còn được 2 màu, còn được màu cam mặc rất là tay nha mấy chị, màu cam cực kỳ tay luôn, đây còn màu cam toàn bộ. Rồi qua, bây giờ em sẽ lên cho bà chế một cái con đầm hoa, 10 điểm luôn. Sếp đang mặc em còn nha mấy chị ơi, ai chưa có nữa lên đơn giùm em luôn. Milan Coffee lấy cánh tiên luôn, kêu bà Milan Coffee có đơn nè. Bà nào lấy cánh tiên lên cánh tiên liền. Bộ cánh tiên xả chị em mình vui vẻ luôn, 99.000 bộ với bà. 99.000 thôi, lấy cho em bộ viền mà nút màu cam chứ không phải bộ màu da sơ mi. Uyên Lê, nút màu cam. Rồi nút màu cam ok nè, rồi bỏ lại luôn. Bộ caro gì vậy em? Bộ caro này là caro, bộ caro phải bí chị yêu ơi, 119 nha chị. Ở 115 nha chị ơi, caro bí 115. Còn được 1-2 con là em hết người đẹp ơi. Còn được 1-2 con là em hết nè. Rồi, cái sơ mi viền, cái sơ mi thường á em còn 2 màu. Một là màu cam, hai là màu bơ là em hết nè. Đâu đây coi đường cả đầm này đây. Rồi. Em còn sơ mi quần ống rộng em còn được màu xanh nè, em còn màu xanh bô luôn, có 109.000 em bao luôn cho bà chế cho. Sọc đen 79.000 cho chị Milan Coffee nè. Đây bộ sọc đen nhà em 79.000 nè. Áo hoa đợi em xíu nha, áo hoa đợi em tí em lên cho. Chị em lên cho bà chế cái đầm hoa này trước đi, cái đầm hoa này siêu khắp luôn. Đầm hoa siêu phẩm em mới về luôn, không mua không đi. Không đẹp tôi nói thiệt với bà luôn à, kiểu gì tôi cũng chịu với bà ơi. Đầm hoa nhà em là kiểu gì em cũng chịu luôn, 129.000 bộ đầm hoa. Caro thu bộ đó. Rồi em biết rồi chị ơi, em biết cái loại này chị nói rồi, nhưng mà đợi xíu nha chị nha. Đợi xíu, giờ cho em lên cái đầm hoa thần thánh nhà em cái. Em lên cái bộ hoa đầu đầm hoa thần thánh nhà em cái chứ ơi. Đầm hoa mặc cái con này giùm em mặc là quá trời tới công chuyện rồi. Đây. Bộ tầng đang mang tầng chứ ơi, 119.000. Em còn được tầng bơ nè. Em có tầng bơ nè, em có tầng nâu nè và em có tầng đen. Em còn 3 màu tầng nè mấy chị ơi. Đầm hoa. Cái gì vậy trời? Má nó điên vậy ta.